dạ an trú vững chãi và thảnh thơi. Phải tình tiến hôm nay kéo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Đức Thế Tôn dạy đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quan chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, kẻ thức dạ an trú vững chãi và thảnh thơi. Phải tình tiến hôm nay kéo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống. Anh chị em mình cùng ngồi tĩnh tâm khoảng 2 phút để trước khi bắt đầu vào buổi học nha. Sanggato Bhagavata Dhammo Sanditthiko Akaliko Ehi Pansiko Opanayiko Panchan tang veditambo vinyuiti supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samichi Patipanno
bhagavato savaka sangho yadidam chantari purisa yugani ante purisa pungala esa bhagavato savaka sangho ahuniyo pahuniyo dankiniyo anjali karaniyo anuntarang punyang kentang lokasati. Vandami cheti ang sambam sambatani supatinitam saririka dhatu mahabodhin bundharupam sakalam sada yasmule sambari vijayangaka panto sambang yuta. Em chào cả nhà. Chào 22 đồng chí. Hôm nay anh chị em vào rất là sớm ạ. Cô Vân nha. Vâng ạ. Cả nhà mình bật mic lên chào nhau đi ạ. Em chào anh Vinh, anh Nhật, chị Chi, anh Hậu, anh Đông. Em chào cả nhà. Nha. Xin chào mọi người nha. Em chào anh Long. Em chào cả nhà. Chào các anh chị ạ. Chào anh Long. Chào anh Hoàng. Anh em gửi link cho chị. Xin chào mọi người. Mình không thấy link, mà link ở copy nó Vân ơi. À, ở trong nhóm liên minh, chị ạ. Để em gửi vào nhóm co team ạ. Dạ. Hôm nay chúng ta bắt đầu với buổi học thứ 3 đào tạo nội bộ với nội dung nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong xây dựng đội ngũ và áp dụng tinh hoa xây dựng tăng thân làng mai trong xây dựng đội ngũ ạ. Như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập trung để thực hiện văn hóa buổi học của Trí tuệ Việt Nam ạ. Dạ, còn thể anh chị em ngồi thẳng lưng trong tư thế nghiêm trang để chúng ta bắt đầu đọc ba lời thề tứ tâm của chiến binh cách mạng Văn Hóa Đọc ạ. Trước khi đọc chúng ta hít một hơi thật sâu, thở ra. Để bắt đầu đọc ba lời thề nha.
lời thề từ tâm, tin cách mạng văn hóa đọc. Hãy đặt tay lên tim mình và đọc rõ. Ngay lúc này, con lại chứng minh tâm, phát hiện ba lời thề từ tâm. Học tập suốt đời, lấy sự học, làm sự nghiệp. Hai, phục sự vô điều kiện, đến giúp người và giúp mình. Ba, trung thực đến tận cùng, lấy hiểu mình để sửa mình. Xin thề, xin thề, thề. Vâng ạ, chúng ta đã đi học xong hai buổi học đầu tiên vào ngày mùng 6 và mùng 7. Nội dung của ngày mùng 6 là chúng ta học về nội dung phân tích nguồn lực, bối cảnh, mục tiêu, kế hoạch cho dự án văn hóa đọc. Ngày mùng 7 tháng 2 là cách xây dựng và đóng gói 5 pháp cho các dự án của trí tuệ Việt Nam ạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về buổi nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong xây dựng đội ngũ và áp dụng tinh hoa xây dựng tăng thân làng mai trong xây dựng đội ngũ. Thì với chủ đề ngày hôm nay, có anh chị em nào có nghe chủ đề của buổi học, có những cái câu hỏi hay là mong muốn hỏi nội dung gì trong ngày hôm nay, hay là có thấy tò mò nội dung gì không ạ? Chúng ta có thể gõ sự tò mò của mình, hay là muốn tìm hiểu một cái thông tin nào đấy trong cái buổi học ngày hôm nay nha. Hôm nay thì em có thấy anh Kiên có đặt câu hỏi trong nhóm liên minh, nhưng chắc hôm nay anh sẽ vào để hỏi trực tiếp thầy giáo. Dạ, nhà mình chắc là không có tò mò hay là mong muốn hỏi gì đúng không ạ? Vậy thôi, ta cứ học thôi ạ. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ review buổi học ạ. Buổi học 4S của chúng ta. Cả nhà mình mỗi thành viên tự bản thân review lại văn hóa 4S nha. Từ S thứ nhất cho đến F thứ tư ạ. Và thành viên nào đã sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sẵn sàng ạ. Chị Thảo, chị Quỳnh, Thanh Long đã sẵn sàng, Anh Nhật ạ. Vâng ạ, em xin phép mời anh Minh. Minh tôi tự dưng chả nghĩ ra từ gì nên anh dạy đi ạ. Xin chào tất cả anh chị em, chúc một buổi tối nhiều bài học ha. Hôm nay là buổi thứ ba, nói chung là mức độ vấn đề của chúng ta trong ba buổi này thì nó khá là nhiều thông tin, cộng thêm một cái buổi nữa mình đề xuất là những cái quy tắc ứng xử trong làm cộng đồng cũng rất là quan trọng để chúng ta có được cái sự đồng bộ. Làm thế nào để một cái tin nhắn chúng ta thả đi nó có cái sự quy cách. Thì chúng ta làm cộng đồng thì đôi khi nó cũng thiếu một số cái nét văn hóa của quy tắc ứng xử. Thì cái nội dung đó thì là buổi sau. Còn buổi ngày hôm nay thì là một chủ đề mà mình nghĩ là nó rất thú vị. Khoảng tầm hơn một tiếng ngày hôm nay thì nó không thể nào mà lột tả hết được. Hôm nay nó chỉ là sự gợi mở thôi. Còn tất cả những thứ ngày hôm nay mà mình bày ra mâm hết từ nghệ thuật chiến tranh nhân dân hay là nghệ thuật xây dựng tăng thân làng mai thì nó rất là khó. Để chúng ta để ý là chúng ta đang đứng trên vai những người khổng lồ, đấy là tôn giáo và chính trị.
Tại sao mà mình ít đề cập tới các mô hình của các doanh nghiệp? Cả nhà để ý là khi mà mình xây dựng đội ngũ, ít khi mình nói về mô hình doanh nghiệp của doanh nghiệp A với doanh nghiệp B, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta nhìn thấy lịch sử, chiều dài lịch sử thì doanh nghiệp thì tồn tại được khoảng 100 năm là đã là rất to, rất lâu rồi, đúng không ạ? Nhưng mà quân đội và chính trị, đặc biệt là tôn giáo, tồn tại hàng nghìn năm. Vậy thì chúng ta phải đặt một câu hỏi là có cái điểm gì mà khiến cho lại chúng ta lại có được những cái tổ chức bền vững như vậy? Thì cho nên là mình hay nghiên cứu từ việc là cách Đức Phật thuyết pháp, cách Đức Phật xây dựng đội ngũ, xây dựng tăng đoàn, rồi các mô hình quân đội xây dựng. Rất thích đọc những cái câu chuyện của những cái tổ chức từ khi nó còn mới, nó còn là cái một cái mầm, một cái khởi tâm của một vài người, cho đến khi mà nó rất lớn mạnh, thì mình rất thích đọc những cái câu chuyện đó. Hay là đọc trước đọc những cái cuốn sách của bên Trung Quốc có tứ đại văn chương ấy. Đó, đặc biệt là Hán Sở Tranh Hùng, mình còn thích hơn cả Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hán Cao Tổ Lưu Bang từ thời lập quốc như vậy. Thì mình rất thích những cái câu chuyện đó nhiều hơn là mình thích đọc các doanh nghiệp gần đây. Thì mình tìm hiểu nhiều nhất là của doanh nghiệp FPT ở Việt Nam, thì nhiều nhất là FPT, bởi vì bác Trương Gia Bình là con rể của đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì cho nên là cựu con rể thôi, còn hai vợ chồng bây giờ chia tay rồi, trước là con rể. Rồi anh Hoàng Đăng Tiến là chủ tịch của FPT Telecom bây giờ, trước là chủ tịch của FShop ấy, thì là con trai của tướng Hoàng Đan. Con trai của tướng Hoàng Đan. Cho nên là bộ sậu của FPT là gần như là toàn những người yêu lịch sử. Rồi bác Nguyễn Mạnh Hùng của Thai Quốc ấy, có 13 năm công tác tại FPT, đã từng lên chức phó tổng giám đốc ấy, thì cũng là cái người mà vì biết bác anh Trương Gia Bình là con rể của Võ Nguyên Giáp, cho nên là mới vào FPT để làm. Đó. Văn hóa FPT rất hay, và ở trong các doanh nghiệp Việt Nam thì mình thích FPT nhất. Và gần đây thì mình có đọc cái cuốn FPT Bí Lục. Cuốn FPT Bí Lục. Đó. Không để ở đây rồi, để kệ sách này. À đây. Cuốn này. Đọc được khoảng tầm 70% cuốn này rồi. Cuốn này nó dày khoảng tầm 400 trang. Đó. Và thấy FPT có rất nhiều những cái cách làm hay. Thì dựa trên những cái nền tảng sự hiểu biết gọi là khá là ít ỏi. Ngày trước mình không phải là người giỏi lịch sử, chỉ là người thích cái việc mà người ta xây dựng đội ngũ ấy. Cái phần đấy mình thích thôi, còn cái việc mà đánh nhau nào mình quan tâm đâu. Hay là xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, hay là xem Hán Sở Tranh Hùng, mình thích những cái tình tiết họ dụng nhân nhiều hơn là cái việc là ông này đánh cái này, ông này đánh cái kia. Hay xem Tây Du Ký thì mình thích những cái tình huống ứng xử hơn là những cái việc mà ra trưởng ra đòn. Ngay từ bé mình đã không có thích cái kiểu đánh nhau rồi. Mình thích cái kiểu là ông Tôn Ngộ Không này ông xử trí thế nào trong cái lúc mà làm việc này việc kia. Ngay còn nhỏ mình đã thích cái kiểu như vậy hơn, nhiều hơn là những cái chi tiết theo kiểu đánh nhau. Mọi người xem các phim thì thích đoạn đánh nhau đúng không? Nhưng mình lại thích cái đoạn liên quan tới cái việc mà xử trí nhiều hơn. Đó, mưu lược, hay là những cái đoạn mà Tôn Ngộ Không nó cứ vặn vẹo người khác ấy. Đấy, kiểu như vậy. Thì mình cũng chia sẻ là hôm nay không phải là chương trình dạy về lịch sử, cũng không phải là chương trình nói về lịch sử, quá nhiều về lịch sử, mà hôm nay chúng ta phân tích những cái hay mà người trước đã để lại để chúng ta ứng dụng vào trong dự án của mình. Đấy, cho nên là đấy chính là một trong những cái điều quan trọng. Tứ Thư Lãnh Đạo thì có đọc rồi, nhưng mà không ấn tượng lắm. Tứ Thư Lãnh Đạo cũng là một sách của do bác bên Thái Hà Book xuất bản, và cũng là do chủ tịch FPT anh Trương Gia Bình là đề xuất làm cái cuốn này, nhưng cũng không ấn tượng lắm với cái bộ này. Thì ngoài ra thì đọc cả liên quan tới một cái những cái bộ sách của John Maxwell ấy. Ông ấy chuyên viết về lãnh đạo, ông chuyên viết về lãnh đạo. Nhưng mà sau khi mà mình được tìm hiểu về Lục Hòa lần đầu tiên là học cái chương trình Chánh Kiến 1 Thầy Quân năm 2017, là cách đây gần 5 năm, hơn 4 năm rồi, là học chương trình đầu tiên của Thầy Quân. Thì thầy trong chương trình Chánh Kiến 1 đó thì nói chung là thầy dạy nó giống như một nồi lẩu ấy, là đưa hết từ xây dựng đội ngũ, tất cả mọi thứ là đưa vào đó, bởi vì lúc đó thầy cũng mới dạy nên là số lượng slide nó ít hơn bây giờ nhiều lắm.
Bây giờ phải số lượng slide tăng gấp đôi, lúc đấy nó ít lắm, nên là thầy đưa tránh lục hòa luôn vào. Thì lúc đó thì mình biết đến lục hòa rồi tứ nhiếp pháp. Đấy, thì từ đó thì mình về tìm hiểu kinh điển của Đức Phật. Thì có lẽ là anh chị em mình được nghe rất nhiều về lục hòa rồi, nên hôm nay chúng ta không nói lại về lục hòa nữa. Nó cũng là một trong năm cái hành động của mình, 5 năm 6 1 3 đúng không ạ? Nên trong đó chúng ta phải rất hiểu về lục hòa, hiểu một cách cặn kẽ từ lời dạy của Đức Phật. Hay là trong cuốn Đường Sơ Mây Trắng thì thầy Thích Nhất Hạnh cũng nói về lục hòa, một chút về lục hòa. Nhưng chúng ta nên tìm hiểu kinh Đức Phật nói gì về lục hòa. Rồi, thế thì hôm nay thì với một cái đề tài liên quan tới chúng ta ứng dụng chiến tranh nhân dân. Đã là chiến tranh nhân dân rồi thì cho nên chúng ta thấy là nó toàn dân rồi đúng không ạ? Chứ không phải là chiến tranh của một nhóm người. Cái tầm nhìn của nó phải là toàn dân đứng lên cầm quốc, cầm súng. Thì cho nên là nó khác với các chiến tranh khác. Thì hôm nay chúng ta không đi về cái nghệ thuật quân sự, không đi về lịch sử, mà chúng ta đi về những cái tinh hoa, thông qua những cái bài viết, thông qua những bài báo. Hôm nay thì nó sẽ không có nhiều slide đâu, hôm nay mình chỉ dẫn chứng cho cả nhà một vài cái tác phẩm, và từ cái tác phẩm đó chúng ta học được gì, chúng ta ứng dụng được gì vào trong cách. Và mình cũng ánh xạ nó sang là trí tuệ Việt Nam trước giờ là đã ứng dụng cái gì, nhưng có thể mình chưa chia sẻ với cả nhà cái điều đó, bởi vì có thể là chia sẻ mọi người cũng không có hiểu hết được ý á. Ví dụ như là cái mô hình ba cái đội quân chủ lực trong chiến tranh nhân dân, bao gồm là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ á. Ba bộ đội đó thì nó bản chất nó chính là cái mô hình ở đây nhà mình để ý là cái mô hình đây này. Bản chất là mình làm xong cái mô hình từ 1 đến 3 này này. Đó, 1 đến 3 đến 4 này này. Là chúng ta làm xong từ 1 đến 5 là bản chất chúng ta xây dựng được ba cái đội quân. Nhưng mà tí mình sẽ chia sẻ là ba đội quân nó vận hành như thế nào. Mình sẽ chia sẻ sau ha. Cái này là do phát triển nghệ thuật chiến tranh nhân dân này là phát triển từ bác Giáp và bác Hồ đưa chỉ thị, và bác Giáp thực hành xây dựng nó trở thành ba cái trục quân, ba cái thứ quân. Đó, đây này, lực lượng trở thành lực lượng vũ trang nhân dân là ba thứ quân đó. Nó được phát triển qua nhiều cái thời kỳ. Rồi bây giờ chúng ta đi từ phần 1 nha. Chúng ta đi từ chiến tranh nhân dân trước khi chúng ta sang Tăng Thân Làng Mai. Tăng Thân Làng Mai thì để xây dựng định phương pháp rất hay. Đấy. Còn chiến tranh nhân dân chúng ta để xây dựng định pháp và hành pháp rất hay. Rồi bây giờ đây là wiki. Đó. Chúng ta nhìn wiki này. Chiến tranh nhân dân là lực chiến tranh quân sự tại Việt Nam để chỉ chung cho các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc do nhân dân Việt Nam tiến hành trong tiến trình lịch sử, được hệ thống thành lý luận trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhưng mà bản chất nó không chỉ là trong chiến tranh ở kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đâu, nó được từ thời phong kiến rồi, nó đã được vận hành rồi. Ở đây này chúng ta để ý là từ thời này, từ thời Bắc thuộc này, ở Việt Nam chương trình truyền thống khởi nghĩa chiến tranh nhân dân để giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước, các cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng này, Lý Bí rồi Mai Thúc Loan, Phùng Hưng thì nó đã có mầm mống từ xưa rồi, nhưng nó không mạnh được bởi vì cái tầm ảnh hưởng, bởi vì cách mà xây dựng đội ngũ của những người thủ lĩnh ngày xưa ấy, là không nắm được cái then chốt của ba thứ quân. Bác Hồ thắng được là do cái phần này. Đây này, Bác Hồ thắng được là do cái phần này. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân rất khác biệt so với các người tiền bối đi trước, bởi vì bác có cách để xây dựng, tức là về cái tư tưởng liên quan tới bảo vệ tổ quốc ấy, thì người thủ lĩnh nào cũng cực kỳ tuyệt vời luôn, ai cũng là cái người mà có cái ham muốn tuột bậc đất nước mình giải phóng. Nhưng mà cái hao cách làm ấy thì nó đã bị đổ bể. Là cách xây dựng của Hồ Chí Minh là bậc thầy về xây dựng đội ngũ, cho nên là tư tưởng Hồ Chí Minh trong chiến tranh nhân dân này là sự vận dụng tổng hợp truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha và quy luật chiến tranh cách mạng bảo vệ tổ quốc. Thì từ đấy bác mới đưa ra cái đây toàn dân này, toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, dân tộc, đảng. Đó, cách mạng sự nghiệp quần chúng phải dựa trên chắc vào dân, coi dân là gốc. Thì đấy là sự khác biệt nha. Chúng ta quay lại cái phần này này. Đây này, có một cái chi tiết rất quan trọng
về mục tiêu việc giành lại độc lập cho cả dân tộc, chứ không gắn với lợi ích cụ thể của một cá nhân hay một tập đoàn xã hội nào. Trong kháng chiến, có người đứng ra giấy nghĩa nhưng không phân biệt quyền lực giữa bề trên kẻ dưới hay phân biệt giữa lợi ích giai cấp với lợi dân tộc đều rất mờ nhạt. Đây là một điểm rất quan trọng trong làm chiến tranh nhân dân. Hay là chúng ta làm cách mạng văn hóa đọc cũng như vậy, là mục tiêu của chúng ta là cho cả dân tộc. Một khi chúng ta đã xác định làm cách mạng, không thể là cách mạng cho một vài trường học, mà đây là cả dân tộc. Tức là khi chúng ta đã đặt là trí tuệ Việt Nam cách mạng văn hóa đọc, tức là chúng ta đang tự lãnh nhận cái trách nhiệm cho cả cái dân tộc này, chứ không phải là làm cho chơi, tức là không phải hô hào khẩu hiệu đâu, đây là làm thật đấy. Anh nhiều anh em là nghĩ rằng là chúng ta đang hô hào khẩu hiệu, thì không phải, đây là chúng ta đang làm thật. Cho nên là tại sao mà cái mô hình fractal mà mình chị sắp chia sẻ với cả nhà, nó sẽ có cấu trúc từ cá nhân đến quốc gia luôn. Bản chất năm pháp là có thể định hình được một quốc gia, nhưng mà mình không có nói nhiều bởi vì nó sợ động chạm đến chính trị, nhưng bản chất là chúng ta làm được. Nhưng mà chúng ta cần phải xây dựng từng cái bước một. Còn bây giờ chia sẻ luôn thì nó không phù hợp. Trong kháng chiến thì có người ở đây nhá, hơn nữa đấu tranh đồng hóa. Đây là chi tiết đầu tiên nhá. Chi tiết đầu tiên rất quan trọng này, về mục tiêu. Đó. Giành lại độc lập dân tộc, chứ không gắn với lợi ích của một cá nhân nào. Cho nên trong tất cả những cái gì mà chúng ta nói ra, phát ngôn ra, đều lấy dân tộc làm gốc, đều lấy toàn bộ 100 triệu dân Việt Nam làm gốc, chứ không phải là lấy trí tuệ Việt Nam làm gốc. Nếu như chúng ta lấy tổ chức trí tuệ Việt Nam làm gốc là một cái, chúng ta đã chưa thực sự đây làm chiến tranh được nhân dân. Cho nên là chúng ta nhìn vào định pháp của mình này. Tầm nhìn vượt thoát, kiến tạo quốc gia, đọc sách 3.5, chứ đâu nói về trí tuệ Việt Nam là phát triển bao nhiêu thành viên, cả nhà đều không? Bình thường các tập nhìn của các doanh nghiệp thì sao? Bình thường các doanh nghiệp thì nói là phát triển bao nhiêu khách hàng, doanh thu lợi nhuận bao nhiêu, đúng không? Nhưng mà doanh thu của anh 100 tỷ thì nó lại ảnh hưởng gì đến quốc gia Việt Nam? Có ảnh hưởng nhưng không phải là quốc gia Việt Nam. Nhưng mà chúng ta muốn làm chiến tranh nhân dân thì chúng ta muốn, tức là ở đây ý của mình không phải là chiến tranh nhân dân theo kiểu là chúng ta đánh chiếm gì nhá, mà ý là áp dụng cái cách thức triển khai. Đó, áp dụng cái cách thức triển khai thì phải lấy quốc gia làm trọng, phải lấy dân, toàn bộ 100 triệu dân làm trọng, chứ không phải là lấy trí tuệ Việt Nam, không phải là lấy cộng đồng sống tử tế, không phải là lấy tuệ Đức. Nếu như chúng ta lấy cái điều đó là chúng ta chưa phải được gọi là chiến tranh nhân dân, mà chỉ là phát triển cộng đồng sống tử tế thôi. Cho nên tại sao mà khi mà mình nghiên cứu thì bắt buộc đưa ra tầm nhìn vượt thoát của nó phải là một kiến tạo quốc gia, nó không phải là phát triển dự án chiến tranh Việt Nam rất hùng hậu, 63 tỉnh thành phát triển chi nhánh đủ các loại thế này thế kia, thì nó chỉ là phương pháp công cụ, nó không phải là cái đích. Thì đấy là cái luận điểm nha, tức là chúng ta đọc đến đâu chúng ta ánh xạ sang chiến tranh Việt Nam đến đó, đánh xạ đến cái điều mà mình làm đến đó, chứ chúng ta không có hô hào khẩu hiệu hay là nghiên cứu một cách rất suông. Và chúng ta nếu như vấn đề nào mà chúng ta không hiểu hoặc là đi quá nhiều câu chuyện liên quan đến lý luận mà không có sự áp dụng thì chúng ta ngừng bàn, không cần phải bàn sâu, cái đó để một cái buổi khác ha. Cái gì mà chúng ta áp dụng được là chúng ta sẽ áp dụng triệt để cái việc đó. Thì đây chính là cái điều đầu tiên này. Rồi tiếp theo một cái điều quan trọng nữa này, thời kỳ Lý Trần, cuộc chiến tranh toàn dân diễn ra trong điều kiện quốc gia độc lập có chủ quyền, nhân dân vừa là chỗ dựa trên triều đình của quân đội, vừa trực tiếp tham gia giữ nước bảo vệ kinh thành, nghệ thuật dựng binh lấy dân làm điểm tựa quan trọng, cả nhà Lý Trần đều định chế theo kiểu ngụ binh ưu nông. Ngụ binh ưu nông tức là gì? Là quân lính thời binh thời bình thì chia về sản xuất, khi có biến thì mọi đinh tráng đều được chiếu sổ ra gọi dân phục vụ. Thì trong cái tặng ba cái thứ quân này, ba cái thứ quân mà Hồ Chí Minh đưa ra, bản chất nó hài hòa được cái này, cái kiềng ba chân là cái bộ đội chủ lực này. Một cái khi mà mình phát hiện ra đọc Hồ Chí Minh quá tuyệt vời luôn, bởi vì bản chất chia làm ba cái nhóm quân liên quan tới đây, bộ đội chủ lực có ba nhóm quân nhá, làm nòng cốt này, bộ đội chủ lực này, bộ đội địa phương và dân quân du kích, đây ba cái bộ này nhá. Thì bản chất cái ông bộ đội địa phương và dân quân du kích chính là cái chiến thuật ngụ binh ưu nông, tức là gì? Bản chất mấy ông này ở địa phương tham gia canh tác, tham gia trồng trọt bình thường, còn mấy ông bộ đội chủ lực này là chỉ có quan tâm đến quân sự thôi, không quan tâm đến việc khác. Thế cho nên là cái chiến thuật này là áp dụng được luôn cả ngụ binh ưu nông. Đấy, đây là hình thức tổ chức sáng tạo hoàn cảnh Việt Nam. Đấy, cực kỳ hay. Vậy thì với cái đội ngũ của mình thì đâu là bộ đội chủ lực, đâu là bộ đội địa phương và đâu là dân quân tự vệ, thì mình phải chỉ ra được trong cái mô hình của mình á, đâu là ông nào là bộ đội chủ lực,
đúng không? Đây này, bộ đội chủ lực là lực lượng giữ vị trí chiến lược quan trọng trong đấu tranh vũ trang, chiến tranh cách mạng và lực lượng cơ động đánh địch trên chiến trường. Lo đánh những trận to này, đấy, trận to này để tiêu diệt. Cái này là mình đọc đến đâu mình đừng có bị kẹt vào mấy cái từ này nhá, không là anh em bị tâm sân vận hành nó nghe toàn đi giết nhau thôi. Nhưng mà mình đọc để lấy cái ý thôi nhá, đọc lấy cái ý thôi. Lo đánh những trận to này để tiêu diệt chủ lực địch này, phải giúp đỡ tổ chức huấn luyện đô đội địa phương và dân du dân quân du kích. Tức là cái ông bộ đội chủ lực này là cái người đi chuyên đi nhân bản mô hình, đi đào tạo. Và theo anh chị em thì bộ đội chủ lực đầu tiên của Việt Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội nào? Đúng rồi, bộ liên minh chính là đội quân đội chủ lực, bộ đội chủ lực liên minh nhà mình á, chính là bộ đội chủ lực. Đội này là sau đây sau đi khắp nơi, đi đến các trường đúng không anh em mình, để khắp trường đến chỗ này chỗ kia để truyền cảm hứng, để nhân bản mô hình. Thì đội liên minh chiến đội Việt Nam chính là bộ đội chủ lực. Vậy thì bộ đội địa phương là ai? Bộ đội địa phương là ai? Bộ địa phương chính là các thủ lĩnh tại các trường, các địa phương mình đang nhân bản đấy. Đấy, còn dân quân du kích, dân quân du kích chúng ta đọc này, bộ đội địa phương là một bộ đội của quân đội thường trực, lực lượng nòng cốt trong đấu tranh vũ trang, chiến tranh nhân dân ở địa phương cùng với bộ đội chủ lực dân quân tự vệ tiêu hao. Dân quân du kích là lực lượng vũ trang quần chúng rộng khắp tham gia đánh địch tại chỗ, đánh địch tại chỗ nha. Còn anh em mình ấy, cái bộ đội chủ lực ấy, là đi khắp nơi đúng không, mình có thể vào Nam vào Bắc, ra Nam ra Bắc, anh em mình có thể lên vùng cao đúng không. Nhưng mà cái đội mà ở trường là chỉ có ở trường, không đi đâu cả, cắm cọc ở đấy đấy, bảo vệ xóm làng đường phố, góp phần tiêu hao năng lượng địch. Thì cho nên là cái đội liên minh hay cái đội mà hàng năm mình hay đi khắp nơi để mình làm dự án thì đội đấy là bộ đội chủ lực. Các thủ lĩnh tại địa phương phải lo các dự án tại tỉnh, tại địa phương. Còn anh chị em dân quân du kích tự vệ thì thầy cô ở trường nào đứng yên ở trường đấy làm cho tốt, không đi đâu cả, mình làm tốt ở cái trường đó và thực sự tốt ở cái trường đó, cắm cọc ở trường đó, thì chính là các thầy cô giáo mà tham gia cái dự án của mình và quyết tâm lại tại trường mình á, trường đấy. Và có thể họ không phải là những người thủ lĩnh đấy, có thể họ không phải là những người thủ lĩnh, họ chỉ là cần là những người làm văn hóa đọc tại lớp tại trường, thì đấy chính là những cái dân quân tự vệ, không đi đâu cả, bởi vì bản chất các thầy cô đi lên đi đâu làm sao được, thời gian bị kẹt cứng. Thì đấy chính là bộ đội nha. Đấy, thì quay trở lại này, quay trở lại ở đây chúng ta đấy, ngũ binh ngũ nông nhá, quân lính thời bình chia về sản xuất này, việc xây dựng lực lượng vũ trang này đều cách thức thay quan nhiều thứ quân để huy động được nhân dân tham gia trực tiếp quân lực triều đình, rồi sức dân đặc biệt. À, trong thời Lý Trần có một cái chủ trương khoan giảm an lạc, đây là một cái chính sách mà được kế thừa được từ thời ông Khúc Thừa Dụ ấy. Đó, khoan là khoan dung, giản tức là đơn giản, an là thể hiện được cái sự an cư lạc nghiệp, lạc tức là cho dân bình an. Đó, tức là lấy cái sự khoan dung làm gốc, tức là một cái chính trị mà một cái triết lý rất đơn giản như vậy thôi, khoan giản an lạc. Về nghệ thuật dụng binh phòng thủ này, vườn không nhà trống, bản chất chúng ta muốn làm ngũ binh ngũ nông và vườn không nhà trống chính là phải có tham gia được toàn dân đó. Rồi cái phần nào mà nó không liên quan nhiều chúng ta sẽ bỏ qua. Đây, chiến tranh Điện Biên Phủ, chúng ta chuyển sang chiến tranh Điện Biên Phủ này. Chiến tranh Điện Biên Phủ năm 1954 là đỉnh cao trong nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Trong 9 năm kháng chiến trường kỳ, Việt Minh đã huy động dân công từ vùng kiểm soát đi tiếp tế bằng gánh gồng xe đạp thồ nhé. Chứ không có container hay là không có cái gì đâu, chỉ có xe đạp thồ thôi đấy. Kết hợp cùng với cơ giới đảm bảo hậu cần cho chiến dịch, đội quân gồm thanh niên xung phong này,
thanh niên xung phong nhá, là cái đội thanh niên mà 18 đến 28 tuổi ấy, với cái đội đấy là rất là hùng hậu ấy. Đấy, thanh niên xung phong trẻ khỏe dân công hỏa tuyến được huy động với 20 vạn người. Mà cái thời kỳ đó Việt Nam mình đâu đó khoảng tầm 30 đến 40 triệu dân. Bây giờ lên 100 triệu dân rồi, cái thời đợt đó khoảng 30 40 triệu dân rồi. Gấp nhiều lần so với quân đội luôn, tức là dân công một đông cả quân đội, tức là cái đội mà dân quân này được tổ chức biên chế như quân đội chỉ trong một tháng nhá. Bộ đội và thanh niên xung phong đã làm được một việc đồ sộ, đó là con đường tuần giáo Điện Biên Phủ dài 82 cây, trước chỉ rộng 1 mét đã được mở rộng sửa sang cho xe pháo vào cách Điện Biên Phủ 15 cây. Chính sách lược này đã gây nên bất ngờ lớn với quân Pháp, làm đảo lộn tính toán trước đây. Các nhà quân sự Pháp và Mỹ tính toán đơn giản rằng các đoàn dân công, đường xá thô sơ không thể đọ nổi với hàng không hiện đại, không thể ngờ rằng bằng đôi chân đi bộ, đôi vai và chiếc đạp xe đạp thổ, nhân dân Việt Nam đã chuyên chở hàng chục tấn lương thực và phương tiện cần thiết cho nhu cầu chiến dịch. Đó, sau khi tổng kết chiến thắng Việt Minh tại Điện Biên Phủ, các tướng lĩnh, các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng nguyên nhân chính làm nên chiến thắng Việt Minh tại trận này đã được huy động rất lớn sức nhân dân để đảm bảo họ cần cho chiến dịch. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, về vũ khí này địch hơn ta, nhưng về tinh thần và chính trị thì ta mạnh hơn địch gấp trăm ngàn lần. Thế cho nên là sắp tới anh em mình có thể có tool này, tool kia, vũ khí này, vũ khí kia, đúng không? Anh em mình có thêm nền tảng công nghệ, rồi nền tảng công nghệ mọi thứ. Nhưng như mình chia sẻ, cái tinh thần và cái ý chí, cái đấy mới thực sự là cái điểm nương tựa quan trọng nhất. Còn tất cả những cái công cụ hỗ trợ nó chỉ là cái phương tiện để truyền tải thôi. Mà mình kẹt quá vào công cụ là cũng dở. Cho nên là nhà mình nhìn thấy một cái thành tích thực sự vĩ đại, đúng không ạ? 82 cây mà trong một tháng, mà toàn phương tiện là gì, xe đạp thổ, mà làm được một cái con đường như vậy trong và được 20 vạn người. Mà cả nhà để ý này, mình nhìn thấy có vẻ đơn giản, nhưng anh chị em để ý này, là cứ đi đến đâu là người dân ở đấy gọi là đi ra làm, 20 vạn người này làm. Cho nên là nó mới đòi hỏi là một cái sự nhất quán, phương án triển khai rất là rõ ràng các nơi, đúng không? 82 cây thì cứ chia ra mỗi một địa phương khoảng tầm vài cây chẳng hạn làm, nhưng mà phải từ cái việc thiết kế thế nào cho nó đúng, cho nó không bị sai lệch bản đồ bản vẽ, không hề dễ đơn giản đâu. Trong một tháng mà làm được như vậy, 30 cây, 82 chia cho 30, mỗi một ngày làm được khoảng tầm gần 3 cây và chỉ có xe đạp thôi. Rất là rồi chiến lược liên quan tới ngày xưa mà vua Quang Trung hành quân, đúng không ạ? Cứ hai người thì kẹp một người và đi xuyên đêm không nghỉ. Đấy cũng là chiến lược đòn bẩy cực kỳ hay. Đây. Cách đánh của chiến tranh nhân dân phát huy cực kỳ đa dạng sáng tạo. Trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc ở miền Bắc, đó là cách đánh bảo vệ từ xa, cách để tiêu diệt, đánh tập trung và chủ yếu. Tầm hoạt động vùng vạch nhiễu tìm thủ, đánh 3 điểm, đánh gần, đánh đồng loạt nhiều tầng. Đây là nó liên quan đến chiến thuật. Trong chiến tranh nhân dân giải phóng miền Nam, đó là cách đánh du kích. Võ Nguyên Giáp giải thích chiến lược đánh Mỹ của ông: chúng tôi không đủ mạnh để đuổi nửa triệu quân Mỹ ra khỏi Việt Nam, nhưng đó không phải mục đích của chúng tôi. Chúng tôi tìm cách bẻ gãy ý chí kéo dài chiến tranh của chính phủ Mỹ. Đó, Westmoreland đã sai lầm khi dựa vào sức mạnh hỏa lực vượt trội của ông ta để nghiền nát chúng tôi. Các đồng chí Liên Xô và Trung Quốc của chúng tôi cũng không nắm được cách để giải quyết của chúng tôi khi họ cật vấn rằng chúng tôi có bao nhiêu sư đoàn, ít hay nhiều so với Mỹ, làm thế nào chúng tôi đối phó nổi với kỹ thuật pháo binh hay các cuộc tấn công của người Mỹ. Chúng tôi đang tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, một cuộc chiến tranh toàn diện, tổng lực, trong đó mỗi người đàn ông, phụ nữ, mỗi đơn vị dù lớn hay nhỏ đều được duy trì từ toàn dân đã được động viên. Cho nên những vũ khí tinh vi của người Mỹ, những thiết bị điện tử, những đại loại như vậy đều vô dụng. Cho dù sức mạnh quân sự, người Mỹ đã tính toán sai những hạn chế sức mạnh của mình. Trong chiến tranh chỉ có 2 yếu tố, con người và vũ khí. Dù vậy, cuối cùng con người vẫn là nhân tố quyết định, con người. Đó.
Rồi, bây giờ chúng ta cùng nghe một đoạn. Đây chính là Chủ tịch Trương Gia Bình của tập đoàn FPT, cũng chính là con rể của chủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nói về cái cách mà trong tập đoàn FPT á, có một chương trình đào tạo về áp dụng nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong quản trị doanh nghiệp mà toàn bộ tất cả ban lãnh đạo của FPT phải học qua chương trình này, và anh Trương Gia Bình là người trực tiếp đứng lớp đó. Để mọi người thấm nhuần cái điều này thì hai cái video mà gửi cho cả nhà chính là cái chương trình đào tạo này. Thì mình cứ lên mạng mình tìm thì nhận ra cái video này, thì khi mà học thì thấy rất hay. Cả nhà cùng xem nha, một cái đoạn thôi, hai video, mỗi video khoảng tầm gần 2 tiếng. Năm 1946, ngày 19 tháng 12, Pháp nó tấn công, Bác hỏa hoãn bằng đủ cách, ký kết các kiểu, và thậm chí là đứng trước quốc hội đầu tiên Việt Nam nói rằng là Hồ Chí Minh không bao giờ phản bội Tổ quốc, để thuyết phục vì sao Bác tặng vũ khí tìm kiếm hòa bình. Không được. Và lúc đấy Bác bắt đầu phản bội. Không còn lối thoát nào khác, không còn sự lựa chọn nào khác cho dân tộc, phải phát động chiến. Và lúc đó thì trong một đêm Bác viết và đọc ngay. Đấy là cái tổng kết hay nhất về cái cuộc chiến tranh nhân dân. Bác nói như thế này: bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, tất cả hễ là người Việt Nam phải đứng lên chống Pháp, cứu nước. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng gươm thì dùng cuốc, xẻng, gậy gộc, ai cũng phải đứng lên chống Pháp, cứu nước. Thế cái bí quyết của cuộc chiến chỉ đơn giản đến như vậy mà thôi. Nhưng mà cái hay tiếp theo á, và nó đấy mới là cái võ thuật, tức là Bác Hồ chỉ làm cái tổng kết cao nhất và xuất sắc nhất, và thế mà thôi. Bây giờ nói cái hay của cái này, các chị cứ tưởng tượng Bác Hồ tay không có súng đạn, không có quân đội, không có tiền bạc, không ai học hành, không ai bày binh bố trận, không ai gì cả. Thì lúc ấy Bác làm gì? Đầu tiên, trên tất cả, Bác nói đây là cuộc chiến của cả một dân tộc. Không phải cuộc chiến của Hồ Chí Minh chống được không? Không của phải vợ tướng Võ Nguyên Giáp, đánh tướng được Tát Xin Nhi. Mà đây là cuộc chiến tranh của người Việt Nam. Chống lại ai? Chống lại thực dân Pháp. Tức là bằng một chữ, và Bác đã tập hợp tất cả người Việt trong một cuộc chiến. Vì sao chúng ta phải đánh trận? Tí nữa chúng ta sẽ học về các cái luận thuyết về xây dựng tầm nhìn, về các thứ chiến lược thì phải nói là xuất sắc. Và Bác lại nói còn lại hay nữa để dễ nhớ: bất kể đàn ông, đàn bà, nó có rất dài, Bác nói ngắn. Nhưng mà đây là một cái business plan ngắn nhất mà chưa từng có, được nhìn đấy. Đây là một cái business plan đó. Ngắn nhất mà đầy đủ nhất mà lại hay nhất. Các bạn cũng tưởng tượng, các bạn muốn làm gì? Hiện nay các bạn đang làm các kinh doanh không? Các bạn phải nói là cái mục tiêu các bạn, cái sản phẩm các bạn. Thì Bác nói này: đánh Pháp. Mục tiêu rõ. Hỏi thứ hai nữa là sức mạnh cốt lõi của các bạn là gì? Là toàn bộ dân tộc. Vì sao lại làm chuyện đấy? Là chúng Bác nói là hễ là người Việt Nam. Cái câu ấy nó là cái chữ Việt Nam. Tức là nếu mà Bác thay vào tất cả mọi người phải đứng lên thì câu được. Không khai thác được cái lịch sử, được cái tự hào, được cái lòng yêu nước của dân tộc, hễ là người Việt Nam, là cái chân lý của chúng ta là đấy. Và chân lý của chúng ta là người Việt Nam, là yêu nước Việt Nam. Thế bây giờ làm ông tổng chỉ huy mà quân không rõ là ai? Các anh các chị làm lãnh đạo về sau, anh phải nhớ là các anh chả biết ai là người của mình. Khi mà như anh Đức đây, anh là anh Trọng trẻ, thật ra anh chẳng biết ai và ai đâu. Quân đội nó to như vậy, làm sao mà nhớ hết mặt hết tên được? Mình không biết mình lãnh đạo ai. Thực tiễn nó xảy ra như vậy. Thì chỉ còn một cách thôi, là tướng không có, đúng không ạ? Thì bảo, cái lời bảo đúng nhất là gì? Thôi các anh tự, ai mạnh kiểu gì đánh kiểu đấy, làm gì cũng được. Một cái chiến lược thông minh nhất, mà đấy chính là chiến tranh liên kết đấy. Ai làm gì cũng được, cứ sáng tạo ra mà đánh, tay không xong mà đánh. Và về sau này, với cái tư tưởng này, con ong ngọn cỏ cũng là đánh trận.
thế khiếp sợ. Và cái phân tích cân bằng thế và lực giữa Việt Nam các nước ấy, là người ta không tính theo lối truyền thống, mà người ta phải tính theo những cái giá trị khác. Chúng ta thắng không phải là chúng ta vì nhiều xe tăng, nhiều đại bác, chúng thắng vì lịch sử Việt Nam đã có, vì văn hóa Việt Nam đã có, vì không gian môi trường đất nước ta đã có. Con ong răng răng, các tướng lĩnh xuất sắc nhất của Việt Nam bao giờ cũng dùng thiên nhiên Việt Nam đấy cả. Các anh mà đọc lịch sử về Quang Trung đấy rằng xuất sắc. Thì đấy Bác Hồ đã làm chuyện đó, sáng tạo thằng này, đánh được hình được. Nhưng mà mục tiêu thì phải giống nhau. Thế rồi, thế thì nếu mà bác nói thế này mà toàn quân mà nói như Bác Hồ cả thì thua rồi. Thế này nó có một cái hay tiếp theo là tôi chỉ nói câu của tôi thôi, còn cái anh tiếp theo phải nói câu của anh, nhưng mà nó nhất trí với câu rồi. Đấy, cái công nghệ về anh chỉ cần làm rất đơn giản thôi, anh làm một việc, ví dụ như hôm làm bài thơ đó, tôi chỉ đọc một câu thơ thôi, anh tiếp theo làm tiếp cái phần thơ của anh, thì người tiếp theo của bác là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tiếp theo, đại tướng nói chiến tranh nhân dân là cuộc chiến do toàn thể nhân dân tiến hành. Cái ý này là đúng là ý của bác rồi. Đây này, nó bắt đầu thêm cái phần ông tướng phải nói là lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt gồm 3 tướng quân. Đây là phần việc ông này, phần của đại tướng nói bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Thế đấy là phần thuần của ông đại tướng chuyên môn đấy. Các anh mà nói xong câu ấy thì giám đốc marketing của anh bắt đầu nói, giám đốc nhân sự của anh phải nói, giám đốc sale của anh phải nói, giám đốc sản xuất của anh phải nói đúng với bác, tức là nói cái câu của các anh đề ra và sau đó là các bộ phận nói tiếp. Nhưng mà Bác Hồ cũng có một quan điểm rất hay là khi mà mở trường võ bị đầu tiên á, thì trường đại Quảng Phố là nó dạy quân sự. Thế thì ông mấy ông học đúng lại là ông Hoàng Văn Thái là tốt nghiệp đấy. Thì mới quan điểm của bác, và thông thường là bác không dùng người này. Bác giao khi mà cuộc gặp đầu tiên của Bác Hồ với đại tướng Võ Nguyên Giáp thì có hai người, một người tốt nghiệp đại học Quảng Phố và một người là một văn sĩ của nhà báo, thì bác giao cho người văn sĩ làm tướng, vì bác Hồ quan niệm tướng của Việt Nam ấy là đại diện cho nền văn hóa Việt Nam. Đấy, sức mạnh của anh không phải là trong vũ khí, sức mạnh là trong cái nhân văn của anh. Bác chọn một người chẳng có liên quan đến súng đạn hết, và có lẽ đến bây giờ súng đạn chắc không biết lắm, và bắn xuống chắc còn hơi phiền. Và trường đầu tiên học viện quân sự của bác là dạy văn hóa Việt Nam số 1, rồi sau đó mới nói chuyện đánh trận. Cho nên cái phát biểu tiếp theo cũng rất là quan trọng, là vì cái nhà nhân văn cho nên bao giờ người ta cũng nhìn cái sức mạnh tổng thể, không phải nhìn vũ khí để nói tiếp. Chiến tranh nhân dân là cuộc chiến tranh tổng lực được tiến hành trên các mặt trận quân sự, chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao. Cho nên quân đội Việt Nam cũng là một đội quân của ngoại giao, quân đội Việt Nam cũng đồng thời là quân đội của văn hóa, quân đội Việt Nam cũng là người con của nhân dân Việt Nam. Đấy mới chặt tắt này. Thế tiếp tục, người thứ hai nói là nó hơi chuyên môn đấy. Và các anh cứ tưởng tượng là sau đó thì đến anh tiểu đội trưởng anh nói, thì tất nhiên là đến là chúng ta sẽ phải quyết thắng. Nhưng nó là một chuỗi cũng nhất quán về. Và đấy là cái cách làm Việt Nam. Tí nữa tôi sẽ nói lại về cái business plan của chúng ta. Hiện nay chúng ta học lối Mỹ, anh cũng phải biết lối Mỹ, nhưng mà anh về anh hãy làm lối Việt. Lối Việt thì chiều nay chúng ta sẽ nói cái lối Việt nó không phải như vậy. Rồi, để mà tìm bí quyết này thì chúng tôi xin dùng cái ngôn ngữ của võ công cho các anh dễ nhớ. Để chúng tôi, trong võ công thì nó có gọi là đồ hình không? Các cao thủ thường vào trong núi để thấy mấy hình vẽ, thì tôi xin bắt chiếc trận trưởng để cho các anh xem một vài hình vẽ. Đây là cái đồ hình của chiến tranh nhân dân, nó gọi là fractal. Cái này không thể dịch được, các em phải nhớ đến cái thuật ngữ này. Cái thuật ngữ này rất là hùng mạnh, đặc biệt hùng mạnh là fractal. Thì các anh có chịu thấy không cái gì đặc biệt đâu đấy. Anh ấy chị lấy một cái điểm nào đó zoom lên. Tức là cái bức tranh ấy, là mình lấy một điểm thật nhỏ xong mình phóng đại to đó.
Thầy có thể giống nét tiếp nữa. Tiếp tranh rồi lại thấy cái cái tướng đi cái cấu trúc fractal mà bác Bình bác nói là như này này, nhưng mình hiểu đơn giản là nó giống như cái, ví dụ mình nhìn thấy cái lá cây này đi, cái lá cây này nó sẽ có một cái hình lá như này đúng không? Thì nhà mình thấy một cái nhánh nhỏ nó, cái nhánh nhỏ nó có cấu trúc y hệt như cái nhánh to, nhà thấy không ạ? Một cái lá cây như một cái nhánh này, sau đó một cái nhánh nhỏ tiếp vào nó đúng không ạ? Nó lại có cấu trúc y hệt như cái nhánh vừa và nhánh cái to ban đầu, sau đó thì nó lại kẽ nhánh nhỏ như vậy, nó cứ như vậy. Tức là gì? Là cho dù cấu trúc lớn hay cấu trúc nhỏ nó đều có hình dạng giống nhau. Vậy thì theo anh chị em thì cấu trúc fractal mà chiếu thị Việt Nam mình đang làm là gì? Nó áp dụng luôn á, đúng không? Đấy, thì đây chúng ta sẽ phải xây dựng được bộ năm pháp với từng cấp độ cá nhân, dự án, tổ chức, cộng đồng và quốc gia. Tức là gì? Là quốc gia thì có năm pháp, cộng đồng cũng có năm pháp, tổ chức cũng có năm pháp, các dự án cũng có năm pháp. Bản chất năm pháp nó bao gồm cả 5, 5, 6, 1, 3 luôn cả nhà nhé. Bởi vì tất cả năm pháp, cái ý của 5, 5, 6, 1, 3 nó nằm hết trong định pháp rồi. Nó nằm hết trong định pháp và cương pháp rồi. Cho nên là năm pháp là đủ cả 5, 5, 6, 1, 3. Còn mình cụ thể 5, 5, 6, 1, 3 ra làm để mình đi mà phần triển khai hành động tác chiến nhiều hơn. Thì bản chất cấu trúc fractal của mình sẽ phải xây dựng năm pháp cho từng cá nhân. Vậy thì mỗi một cá nhân của chúng ta đều có thể xây dựng được năm pháp cho chính cuộc đời của mình mà. Định pháp tức là định hướng cuộc đời của mình là gì? Có người thì sẽ định hướng thế này, có người định hướng thế kia, đúng không? Nhưng mà có chúng ta tìm được với sợi chỉ đỏ chung. Dự án, từng dự án cũng phải thiết kế được năm pháp riêng. Tổ chức, chính quyền Việt Nam, cộng đồng và quốc gia, chúng ta thiết kế được cái cấu trúc cho cái này. Đấy, nó cứ lớn dần. Cái cải à, cái cải này cũng như vậy này. Đấy, nó to, nó nhỏ như vậy, hình tam giác này như vậy. Đấy chính là cấu trúc fractal. Đấy là ý mà bác Trương Dương Bình nói nha. Còn thực ra bài này giảng đấy rất hay, nhà mình nghe một đoạn như vậy thôi, nhưng nhà mình nên nghe tự mình nghe hết ha. Mình đã gửi hết các video rồi. Đấy, trong đây thì cũng rất là cảm ơn Khánh Chi đã gọi là tổng hợp lại thành 8 trang này, gõ lại, mình copy từ trên Facebook sang, nó có 8 trang. Đấy, từ việc đấy, những cái ý mà bác Bình đã nói thì bạn Chi bạn gõ hết ở đây. Cả nhà có thể là đọc qua ở đây thôi, nhưng khuyên là cả nhà nên tự xem tự đúc kết. Từ việc xây dựng văn hóa này, đấy. Thì đây, cái đoạn mà bác Trương Gia Bình nói vừa, cái đoạn vừa rồi đây này. Quy trình hệ thống triển khai từ trên xuống dưới đồng nhất tư tưởng đây này, bác Hồ nói đơn giản này. Đấy, bất kỳ người đàn ông đàn bà đây này, đấy, đại tướng nói là gì thế này này. Đấy. Người kế nhiệm hiểu được tư tưởng, phát huy và phát triển nó. Tôi chỉ nói một câu của tôi, anh phải nói câu của anh. Tức là gì? Khi mà trí tuệ Việt Nam mình đưa ra một cái định hướng thì các dự án khác chỉ có kế thừa và phát huy tiếp chứ không phải nói y hệt. Đây này, có một câu này rất hay này. Tướng Việt Nam đại diện cho văn hóa Việt Nam. Sức mạnh không nằm ở vũ khí mà nằm ở nhân văn. Trường dạy đầu tiên là trường Hoàng Phố. Đấy, chiến tranh nhân dân bằng quân sự, chính trị, văn hóa và ngoại giao này. Đấy, rồi 4 bài học này, cốt lõi đơn giản, cấu trúc nhất quán, cốt lõi đơn giản. Cấu trúc nhất quán, cốt lõi đơn giản là gì? 5, 5, 6, 1, 3 chấm hết. Làm văn hóa đọc. Thế thôi. Bây giờ nhiều người nói rằng là đây thì nhà mình nhìn thế này,
Bây giờ mọi người nói là vậy thì chúng ta làm cái gì? Đây, thế nào là quốc gia đọc sách tinh hoa ba gốc rễ? Đơn giản thôi, ba trụ cột: gia đình, cộng đồng, trường học cùng chung tay xây dựng mô hình thủ lĩnh. Văn hóa đọc, hoạt động văn hóa đọc và xây dựng không gian. Thế nào là thủ lĩnh? Là người thấm nhuần 5563 chấm hết, thế thôi. Vậy thì khi nào mà mình nhân bản được cái cốt lõi này, đây này, thì có phải cái cốt lõi đơn giản này, cái này chính là cái nhân không? Rồi dùng cái mô hình cấu trúc nhất quán này để truyền tải cái nhân này đến toàn bộ các cấp độ. Nhưng mà cái cấu trúc nhất quán này nó cần phải được biến hóa khôn lường dựa trên từng cấp độ. Nó không thể có cấu trúc nhất quán nhưng nó phải được đơn giản hóa hoặc là được tùy biến hóa cho từng cấp độ. Năm pháp đại ý cấu trúc thì giống nhau, nhưng năm pháp của cá nhân nó khác với năm pháp của tổ chức, nó khác với năm pháp của quốc gia, nó khác với năm pháp của cộng đồng. Thì đấy chính là tính biến hóa khôn lường. Và nó có tính tráng lệ, tức là nó có cái tính gì? Nó có cái tính hùng tráng, nó có tính nó đến từ lời thầy từ tâm, nó đến từ cái việc là từng cái người mà họ làm việc từ tâm nhất quán với những thứ mình đang làm, nó có cái hào khí. Đó. Cho nên là nó rất đơn giản như vậy thôi. Cách triển khai chiến tranh nhân dân áp dụng: một, chúng ta phải có một cái cốt lõi rất đơn giản. Hai, chúng ta phải có một cái cấu trúc nhất quán với mọi cấp độ. Cái thứ ba, biến hóa tôn lường từng cấp độ. Cái thứ tư, nó phải chạm được đến trái tim của từng người. Đấy, cốt lõi đơn giản nhá. Nói đơn giản thôi nhưng mà cũng không đơn giản, đúng không ạ? Nó đơn giản khi chúng ta hiểu, nó không đơn giản khi chúng ta còn đang tìm đường. Đấy. Rồi. Này, fractal quy trình này, tình báo này, tác chiến này. Cái này thì nhà mình tự xem ha. Tham mưu trưởng ban tác chiến tình báo quân lực ứng dụng mô hình fractal. Cái này bác nói rất kỹ rồi. Trong cái đấy rồi. Thì chúng ta quay lại cái bài này này. Đấy, yếu tố con người vũ khí ha. Rồi, bây giờ mình nhìn này. Chúng ta đến với một cái phần xa xưa khi chưa có hình thành quân đội nhân dân Việt Nam, thì thời xưa xem các cụ làm cái gì, từ việc là xây dựng cái nền văn hóa nha, mà chúng ta có thể học được ạ. Để xem mình zoom nó lên ha. Nhà cho cả nhà dễ nhìn. Cái này nó vẫn đến từ ấy thôi. Trần Hưng Đạo đã chỉ nguyên nhân cơ bản đến thắng lợi, đó là vua tôi đồng lòng anh em hòa thuận cả nước góp sức này. Cái này nó vẫn từ cái tư tưởng đấy thôi. Cái này là cổ nhân đã để lại rồi. Làm cái gì, muốn chiến tranh nhân dân, muốn làm gì thì phải đến từ sự đồng lòng. Muốn thế chính quyền phải gần dân, thân dân, khoan dân, hạn chế quan liêu, chuyên quyền độc đoán, kết hợp mềm dẻo giữa nhà nước và làng xã, giữa phép vua và lệ làng, giữa cái chính thống và cái dân gian, giữa cái nhà nước và xã hội. Khoan dung, độ lượng, vị tha, thương người chính là tinh thần cơ bản của một nền chính trị thân dân, tạo nên sức mạnh của cộng đồng. Đã yêu nước thì phải yêu dân, và gắn bó với dân thì tự nhiên nảy sinh lòng tự hào dân tộc. Khúc Hạo là nhà cải cách thế đầu tiên của thế kỷ 10 đã đưa ra cái chính sách này. Đấy, chính trị cốt truộc, khoan dung, giản dị, nhân dân đều được an vui, thì chính là chính sách khoan giản, an lạc đấy. Các chính sách kinh tế xã hội của các thời vua Lý tỏ ra rất uyển chuyển, thoáng mở, chưa tương ứng với một thể chế quân chủ, tập quyền tuyệt đối. Các vua Lý đã có một chủ trương, đường lối thấm đượm tinh thần Phật đạo. Phật tức là đạo Phật, đạo tức là đạo lão, lão tử. Đó là hạn chế thấp nhất của sự can thiệp nhà nước để cho họ tự lo liệu
giải quyết lấy những vấn đề trong cuộc sống. Lý Thái Tông một mặt tuy vẫn kiên quyết trấn áp những cuộc phản loạn trong triều đình, ngoài ra vẫn có những cái chính sách an dân này. Trong thời Lý, dưới cái khung bao trùm của một thể chế làm cộng đồng làng xã còn đậm tính tự trị tự quản, nó tạo nên thể đối lập tập quyền tản quyền nhà nước dân gian. Ở đó chế định ruộng công do làng xã chia với còn chiếm ưu thế. Nhà nước Đại Việt Trần cũng như Đại Việt Lý là quân chủ Phật giáo, hay đúng hơn là đặt trên ý thức của Tam giáo với đường lối tư duy hành động khoan dung. Mỗi một quốc gia thì sẽ phải có một cái gọi là tư tưởng chính trị, một cái tư tưởng vận hành, tạm gọi là một cái nền tảng lý luận để cai trị cũng như là để lãnh đạo. Thì với xã hội chủ nghĩa thì lấy nền tảng của xã hội chủ nghĩa, đúng không ạ? Đảng lấy nền tảng của xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà ngày xưa ấy, thì thời Lý Trần ấy, thì lấy nền tảng của Tam giáo, Phật, Lão và Khổng. Đấy, làm cái tư tưởng chính. Chính vì đường lối nới dân khoan dung mà triều Trần thắng 3 lần đại quân Nguyên Mông, Trần Hưng Đạo khuyên nới sức dân khoan dân là thượng sách giữ nước. Quốc sư Trúc Lâm, tức là ngài Trần Nhân Tông, khuyên vua Trần là lấy ý thích của dân làm ý thích của mình, lấy lòng dân làm lòng mình. Người dưới có lỗi, các vua Trần thường nhận lỗi do lỗi của mình trước, xét xử đầy khoan hậu, ít nghiêm khắc. Xe vua gặp các gia nô, nhà vương hầu thường dừng lại hỏi han, không cho vệ sĩ nạt nộ họ. Đám tang vua và quần chúng hàng vạn người tràn cả hoàng cung. Nhà Trần không dùng chế độ cảnh sát để giải tán quần chúng mà cho quân sĩ phân từng nhóm để ca hát để thu hút họ, do đó làm giãn bớt đám đông. Thay vì việc là đuổi đánh rồi dùng dùi cui, đúng không ạ, dùng gươm ra đao để xua dân, thì bây giờ dùng đàn ca sáo nhị để hút dân đến xem. Đấy. Từ thời, nhưng mà lý do tại sao lại làm cái việc đó, bởi vì vua ở đây này có một cái chi tiết rất quan trọng. Thời Đinh, Phật giáo được chính thức thừa nhận là nguyên tắc chỉ đạo tâm linh cho toàn bộ nhà vua. Bởi vì sao? Bởi vì ông vua còn tu tập thiền, đúng không ạ? Ông vua còn là cái người tu tập, có cái người mà có ý định xuất gia, nhưng mà phải vì cái sự nghiệp quốc gia nên là mình mới không xuất gia nữa mà đi làm vua. Thì làm sao mà đánh đuổi người khác một cách tàn nhẫn được, đúng không? Tất nhiên vẫn có, nhưng mà nó sẽ ít hơn rất nhiều. Cho nên là anh chị em để ý là có thể là chúng ta không làm được cái việc này, nhưng một phần nào đó chúng ta có thể là gọi là khôi phục lại được cái văn hóa Việt Nam theo cái Tam giáo. Mà cái mảng tâm pháp, trong Nam pháp có một mảng là tâm pháp, nó phải làm được cái việc đó, đúng không? Mảng tâm pháp bản chất chính là mảng chính trị, nếu như chúng ta không để ý bản chất. Nhưng mà mình không có nói bởi vì sợ anh em bị lạm dụng, nhưng mà anh em hiểu ngầm nó là mảng chính trị. Nhưng mà anh em bỏ cái tư tưởng đấy đi, chúng ta hiểu để đấy thôi. Rất nhiều thiền sư tham gia chính sự, tuy không tham gia chính quyền này. Đấy, rất nhiều thiền sư. Không biết bây giờ là chúng ta có thiền sư. Ngày xưa là có rất nhiều thiền sư để tham gia vào chính quyền. Trước thời Hậu Lê, triều đình biết dung hợp cả ba ý thức hệ Phật, Đạo, Nho. Nho là Khổng nha, Đạo là Lão Phật. Các vua đời đầu Trần Thái Tông đến Trần Anh Tông, Trần Thái Tông rồi đến Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông. Này, Trần Thái Tông là ông nội đấy, Trần Anh Tông là con của Trần Nhân Tông, đều có căn bản vững về Phật học. Cả thấy anh chị em để ý là bây giờ không biết là các
lãnh đạo của nhà mình có am hiểu về tam giáo hay không thì mình không rõ, nhưng mà ngày xưa ấy thì các vua thời Trần đều phải am hiểu về Phật học. Có thể là có Phật giáo nguyên thủy hay không thì mình không rõ, nhưng ít nhất là bất cứ một hệ phái Phật giáo nào cũng đều đề cao đến cái tinh thần đạo đức cả, sống đạo đức hòa hợp với con người đã tốt lắm rồi, đúng không ạ? Thiền phái Trúc Lâm ra đời và phát triển mạnh. Đấy, các vua đời đầu này, thiền phái Trúc Lâm ra đời phát triển mạnh, có tính dân tộc, dựa sự chi phối của tinh thần dân tộc, của hệ tư tưởng yêu nước Phật giáo đời Trần, cũng mang cách nhập thế mạnh. Đấy, mang nhập thế mạnh nha. Cái này là cái tinh thần này thì thầy Thích Nhất Hạnh, tí nữa sẽ chúng ta sang làng Mai, thì thầy Nhất Hạnh áp dụng cái tinh thần này rất tốt để phát triển tăng thân làng Mai trong cái công tác xây dựng một đạo Phật tiếp hiện là thật nhập thế để giúp đời. Phật nho đạo đều phụng sự cho đời sống tâm linh giải thoát cũng như đời sống xã hội thực tiễn, cũng do nhu cầu kết nhân tâm và hòa hợp dân tộc. Thời Lý tam giáo vẫn còn thịnh hành những tín ngưỡng dân gian khác, tức là ngoài cái câu chuyện là có tam giáo thì vẫn có những cái tín ngưỡng dân gian khác, mà đến như vua Trần Nhân Tông, ngài dừng ngôi vua và ngài đi khắp nơi để xóa bỏ những cái tín ngưỡng rất là vô minh. Ví dụ như là những cái thủ tục, ví dụ như là thờ những cái cơ quan sinh dục của con người này, hay là tín ngưỡng dân gian hủ tục ấy, những cái vấn đề liên quan rất mê tín dị đoan, thờ thần thờ thánh ấy, là ngài Trần Nhân Tông ngài đi để thì ngài độ xóa bỏ những cái tín ngưỡng dân gian vô minh như vậy. Phật đạo nho đều phụng sự cho đời sống tâm linh giải thoát đó. Cái câu này, cái câu mà nghe nó rất là chạm này, mà mình có một ước ao nghe thôi đã thấy lòng tham nổi lên. Vua tu thiền này, nhưng các con vua có thể không tu thiền theo đạo hoặc mở trường học nho, tinh thần khoan dung và tự do vẫn chi phối, cũng như thời Lý Trần không chỉ thi nho mà thi cả tam giáo. Bây giờ Việt Nam mình có thi tam giáo đâu, thi gì? Đường lối cách mạng, đúng không? Mác Lênin thôi. Tại vì không thể thi tam giáo được đâu, bởi vì nó bị đá quan điểm đấy. Cho nên là nếu như mà cái bảng tâm pháp của mình phát triển sau này là mình đưa cái môn này trở thành một môn học đạo, đúng không ạ? Mà anh em mình vẫn đang học đạo Phật thôi. Xưa là tất nhiên là cái thực hành trong đời sống thế nào thì mình không rõ, nhưng ít nhất là về mặt văn học, văn tuệ ấy, kiến thức là rất đồ sộ mới đi thi được. Ngày xưa làm quan ấy, là phải thông hiểu về tam giáo. Anh em mình học về đạo Phật thôi đã thấy lè lưỡi rồi, đúng không ạ? Ngày xưa là các cụ mình học về tam giáo, đọc Đạo Đức Kinh của Lão Tử là cũng thấy hoa mắt chóng mặt ngay, đúng không ạ? Thì bài học ở đây của chúng ta là gì? Vậy thì đất nước Việt Nam mình đã trải qua một cái lịch sử như vậy rồi, chúng ta có thể không làm được, nhưng ít nhất chúng ta nhen nhóm một ý tưởng nào đó về cái việc là có thể là đẩy cao cái tinh thần học tâm pháp, cái mảng tâm pháp này, để ai cũng có thể học. Đấy, rồi cạnh văn là võ, cái tinh thần cơ bản của thời Lý Trần vẫn được tinh thần thượng võ tuổi trẻ thời Trần, từ quý tộc đến bình dân phần nhiều chuộng Lê Quý Đôn này. Đấy, nhà Trần này, văn hóa Lý Trần là nền văn hóa độc lập dân tộc, chữ nông ra đời này, rồi sinh hoạt cung đình phục tùng, cái này là nét văn hóa mùa xuân trai gái tự do họp bạn hát múa giao duyên, cái này thì nó là nét văn hóa dân tộc. Đây, câu này là cái câu rất chạm này, là nó chạm thẳng đến triết lý 513 của mình luôn. Quan hệ cha con trong thời Trần thì quả là thắm thiết, như thể chế thái thượng hoàng chế độ hai vua, bảo đảm hoạt động tập thể ở vị trí tối cao quyền lực. Thượng hoàng là người kèm cặp vua đấy, nhưng không phải chỉ kèm cặp mà là người cùng xử lý việc nước ngay cả khi vua đã khôn lớn. Sử ghi lại nhiều hành động chí hiếu của các vua Trần đối với cha mẹ, chữ hiếu được đặt quan trọng và được tôn trọng theo hướng tích cực của nó, không lấy lạm dụng chữ hiếu để đi đến những hành động sai lầm. Ở đây chúng ta thấy đây là tư tưởng triết lý gì? Người đi trước thắp đuốc, người đi sau. Nhưng mà không chỉ đào tạo mà tham gia vào công tác liên quan đến điều hành luôn. Có thể là không là phải người ra mặt, đúng không? Nhưng mà ẩn chìm đằng sau, mình có thể là kèm cặp. Đây là cốt gọi là thắp đuốc một một, đúng không?
Cho nên là bây giờ anh chị em mình, bây giờ các dự án của chúng ta là phải có Thái Thượng Hoàng. Nói vui như vậy, bản chất là ban tham vấn. Ban tham vấn chính là Thái Thượng Hoàng, còn gì, tức là đúng không? Còn cái anh em ban điều hành ấy. Thì cho nên là cả nhà để ý trong cái mô hình ba cái trụ cột mà trước mình có vẽ là ban tham vấn, đúng không? Ban điều hành của các dự án ấy, nó có ba cái trụ cột đó, nguồn lực đấy, đúng không? Thì bản chất nó chính là ban tham vấn đó. Kèm cặp, tôi làm được, tôi làm bạn xem, tôi xem bạn làm, bạn tự làm và bạn đi đào tạo người khác. Cái quy trình đó chính là quy trình này, chính là quy trình người đi trước thắp đuốc người đi sau. Người đi trước thắp đuốc người đi sau theo phong cách nào? Có ba phong cách, có các quy trình thắp đuốc là gì? Tôi làm được, tôi làm bạn xem, tôi xem bạn làm, bạn tự làm và bạn lan tỏa. Nó có 5 giai đoạn thắp đuốc, đúng không? Triết lý thắp đuốc thì chính là triết lý này, đây này. Đấy. Cho nên là khi mà vua Trần Thái Tông có rời rừng ngôi vua đi khắp nơi ấy, nhưng mà vẫn có quân sư cho vua con là Trần Anh Tông. Vua Trần Nhân Tông có một bài cư Trần Lạc Đạo, cả nhà có ai thuộc không? Bài cư Trần Lạc Đạo có một câu rất hay, cư Trần đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền ấy. Cái câu cuối cùng đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền, lúc trước mình không hiểu cái câu này, tại sao đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền, tức là đối cảnh mà không có tâm thì không phải chớ hỏi thiền, đang thiền như này tại sao lại không hỏi thiền nữa. Nhưng mà bản chất khi mà tâm của mình nó có cái sự rỗng lặng trong sáng thì bản chất đấy là thiền rồi còn gì nữa. Nhưng mà sau này khi mình học Ngài Viên Minh thì mình mới ngộ ra cái câu đó, nhưng trước đây không hiểu cái câu mà đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, tức là chúng ta cứ cuộc đời chúng ta cứ đi rong ruổi tìm kiếm những thứ bên ngoài, tài sắc danh thực thùy, đúng không? 5 cái ngũ dục mà chúng ta được học rồi, tài sắc danh thực thùy là bản chất là những cái thứ bên ngoài, bên trong của mình thì mình lại không tìm kiếm. Trong nhà có báu tôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền đó. Còn cái câu đói đến thì ăn mệt nghỉ liền, cái câu đó mình đừng hiểu nghĩa đen, mình hiểu nghĩa đen thôi là đói là ăn đêm 30 sáng, đêm 12 giờ thôi, đói đến thì ăn, đấy là sống phóng dật, sống phóng túng thôi, ngũ dục nó vận hành ngầm ngầm. Mình phải hiểu cái nghĩa bóng ấy, các cụ nói hiểu nghĩa đen thì sai. Rồi, nhân tiếp này, nhân lễ nghĩa lễ trí tín theo Nho giáo chưa từng được tiếp cận, tuy nhiên những hành động nhân nghĩa lại khá nhiều. Nguyễn Trãi có một câu trong rất hay là gì ạ? Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, đúng không ạ? Nhân nghĩa. Nguyễn Trãi cũng là người đây này, ra đời trong một hoàn nhà nho yêu nước, chịu ảnh hưởng từ người cha và ông ngoại. Nguyễn Trãi rất sớm nổi danh, không chỉ dừng lại ở Nho giáo, Nguyễn Trãi đã tiếp thu toàn bộ lượng kiến thức đương thời và am hiểu giáo lý Phật, tư tưởng lão Trang, tức là cả lão và cả Trang đó, Trang Tử. Tức là rất thấm nhuần các triết lý học, triết lý phương Đông. Ông còn có cuộc sống rất gần gũi với nhân dân, ngay từ thuở nhỏ và lớn lên trong hoàn cảnh mất nhà, những điều kiện đã đưa Nguyễn Trãi vượt lên những nhà nho đương thời. Đấy. Đó. Rất nhiều thứ hay đúng không ạ? Rồi, đây là cái bài lời kêu gọi toàn dân kháng chiến đây. Đấy, hỡi đồng bào, đồng bào. Đấy, có một đoạn này thôi, ngắn, mỗi cái đoạn ngắn này, mấy chữ như này. Nhưng mà công nhận là lời nào nó ra lời đấy đúng không ạ? Thì chúng ta cũng học cách viết, làm thế nào để viết một bài thôi, nhưng mà người khác đọc là sẽ thấy những vấn đề cốt lõi của nó. Thì chúng ta cũng có những cái câu ví dụ, chúng ta cũng áp dụng được cái tinh thần đấy, đúng không? Những cái câu kiểu như thế này này, có văn hóa đọc mới có sự tự học đây này. Đó, cái câu này nó sẽ giống như kiểu những cái câu mang chất tuyên ngôn đó. Nó mang, nó thứ nhất nó phải rất logic, nhân quả, nó không mang tính chất mị dân và dùng các chiêu thức ngôn từ. Rất nhiều người dùng các ngôn thức chiêu ngôn từ thôi, chứ bản chất là nội hàm không có. Cái thứ hai là nó phải có nội hàm sâu sắc. Đấy, đây, cái này là mình áp dụng từ cách mà trong cái bài lời kêu gọi thôi. Ai có sức thì góp sức lan tỏa, ai có sách thì góp sách tinh hoa, ai có vật chất
Tài chính thì mỗi người chung tay một ít, ai có trí tuệ chất xám thì cùng nhau suy ngẫm trăn trở. Đấy, đấy là tư tưởng. Rồi bây giờ chúng ta đến với một phần nữa trước khi chúng ta sang Thăng Thân Làng Mai này. Sâu cho nhà một cái tác phẩm cực kỳ hay của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm Đường Cách Mệnh mà mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần, lần nào cũng cảm thấy nó kiểu thấy cái văn chương rồi cái cách mà bác thuyết phục quá là hay. Đây là tác phẩm Đường Cách Mệnh. Biết anh chị em đọc chưa, nhưng mà chúng ta sẽ đọc cái đoạn đầu rồi đoạn sau không cần phải đọc ha. Đây chính là giáo trình đào tạo nghiệp vụ cách mạng của Bác Hồ nhá. Đây là giáo trình đó. Thì chúng ta thấy này, trích dẫn câu đầu tiên: đường cách mệnh, không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động, chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong. Trích dẫn luôn đấy, cũng giống như việc mà chúng ta luôn trích dẫn những cái câu của đường kinh pháp cú của Đức Phật ấy. Đấy thì Bác Hồ cũng dùng cái gọi là đứng lên ba người khổng lồ bằng cái câu đầu tiên luôn. Đấy, thì cho nên là có một cách để chúng ta có thể là xây dựng được một cái bài viết hay là trích dẫn một số câu nổi tiếng của những người nổi tiếng về những vấn đề chúng ta muốn nói tới ngay trong cái đoạn đầu tiên để tạo được cái sự uy tín, sự tin tưởng. Thì đây chính là, rồi đầu tiên này, tư cách của một người làm cách mệnh, đây chính là tiêu chí tuyển dụng. Những ông nào mà muốn làm cách mệnh mà không thông pass qua tiêu chí này không được làm ngay đầu tiên vào phân loại khách hàng luôn, phân loại đối tượng luôn. Thế nào là một người làm cách mệnh? Thì nó có tự mình phải đối với người phải, tức là đối xử với mình này có phẩm chất gì, đối với người phải phẩm chất gì, và với làm việc thì phải như thế nào. Nhìn này, cần kiệm hòa mà không tư, cả quyết sửa lỗi, cẩn thận mà không nhút nhát, hay hỏi nhẫn nại, hay nghiên cứu, vị công phong tư, không hiếu danh không kiêu ngạo, nói thì phải làm, giữ vững chủ nghĩa cho vững, hy sinh, ít lòng ham muốn về vật chất ấy, ít tham muốn về vật chất, sống đơn giản biết đủ đấy, thể dục chi túc đấy. Chứ đâu chỉ là trong học đạo đâu, ngay cả trong làm cách mạng cũng phải như vậy. Với người thì khoan thứ, với đoàn thể thì nghiêm. Với cá nhân thì khoan thứ nhưng với đoàn thể phải nghiêm. Nhưng anh em mình thì ngược lại. Hà khắc với nhau, với từng người nhưng mà lại rất là dễ dãi với tổ chức. Có lòng bày vẽ cho mọi người, tức là chia sẻ hiểu và thương đây này. Thấy không? Trực mà không táo bạo. Đấy, hay xem xét người. Làm việc phải xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Xem xét hoàn cảnh kỹ càng bản chất là gì? Phân tích gì? Mình đã học nhỉ? Đúng rồi. Phân tích được 9 bước. Đó, quyết đoán, dũng cảm, phục tùng đoàn thể. Đoạn này sau này mới hay này. Đoạn sau này mới hay này. Vì sao phải viết sách này? Why? Đây chính là gì? Định pháp. Why? Tại sao lại viết cái sách này? Đây chính là định pháp thôi. Phàm làm việc gì cũng vậy, bất kỳ lớn nhỏ, bất kỳ khó dễ, nếu không ra sức thì chắc chắn không thành công. Tục ngữ Tàu có câu: sư tử bắt thỏ tất dùng hết sức. Sư tử mạnh biết chừng nào nếu bắt thỏ thì có gì khó, thế mà còn phải dùng hết sức. Huống gì việc to tát như việc giải phóng gông cùm nô lệ cho đồng bào, cho nhân loại, nếu không hết sức thì làm sao được. Đấy, rất nhiều câu hay nha. Lại nhiều người thấy khó thì ngã lòng, không hiểu rằng nước chảy đá mòn, và có công mày sắt có ngày nên kim. Việc gì khó cho mấy, quyết tâm làm thì phải làm chắc được. Ít người làm không nổi, nhiều người đồng tâm hiệp lực mà làm thì phải nổi. Đời này làm chưa xong thì đời sau nối tiếp làm phải xong. Tức là bác không chỉ dừng lại một kiếp đúng không ạ? Làm nhiều kiếp. Muốn đồng tâm hiệp lực, muốn bền gan thì trước ai ai cũng phải hiểu rõ vì sao phải làm, vì sao không làm, vì sao ai cũng phải gánh một vai, vì sao phải làm ngay, không nên người này ngồi chờ người khác. Có như thế mục đích mới đồng lòng, mục đích có đồng lòng thì trí mới đồng thì tâm mới đồng, tâm đã đồng lại phải biết cách làm thế nào thì mới chóng. Thì anh em mình là nhảy luôn vào, hau, làm luôn. Đúng không? Anh em như thế này toàn làm luôn này. Nhưng mà anh em mình có khi nào mà ngồi với nhau để thống nhất cái mục đích đâu, thống nhất với nhau về chí hướng và đồng tâm đâu, nhảy phát làm luôn nên các dự án nó bị đổ bể và nó bị mâu thuẫn này như vậy. Nhảy phát là vào, ok anh em làm như thế nào, bắt đầu cãi nhau, nó không thống nhất cái mục tiêu chung, chí hướng chung. Đấy, mục đích có đồng, quan trọng nhất cái mục đích này. Bác Hồ dạy rất đơn giản như này,
Lý luận lịch sử cách mạng có nhiều sách pháp nó sợ nên cấm chúng ta đọc, cấm chúng ta xem, cho nên đồng bào ta đối với hai chữ cách mệnh còn lờ mờ. Còn nhiều người biên chép để sướng đấy. Mục đích sách này để nói cho đồng bào rõ, rất cụ thể này, bởi vì sách cho toàn dân. Vì sao chúng ta muốn sống thì phải làm cách mạng? Vì sao cách mệnh là chung của toàn dân? Đem lịch sử cách mệnh các nước làm gương cho chúng ta soi, đem phong trào thế giới nói cho đồng bào ta rõ ai là bạn, ai là thù. À, ai là bạn chính là nguồn lực, ai là thù chính là thách thức. Phân tích gì? Nguồn lực nội bộ và ngoại bộ đấy. Phân tích thách thức và cơ hội đấy là chính là cái bản phân tích của mình thôi. Cách mệnh phải làm như thế nào? How? Ra plan. Sách này muốn nói cho văn tắt dễ hiểu dễ nhớ, chắc có người sẽ chê là văn chương cụt quẳng. Vâng, đây nói việc gì thì cũng rất giản tiện, mau mắn, chắc chắn như 2 lần 2 là 4, không tô vẽ trang hoàng gì cả. Hơn 60 năm nay đế quốc chủ nghĩa Pháp đạp trên đầu, hơn 20 triệu đồng bào hấp hối trong vòng tử địa, phải kêu to, làm chóng để cứu lấy giống nòi, thì thời giờ đâu mà vẽ vời trau chuốt. Sách này chỉ ao ước đồng bào xem rồi đọc nghĩ lại rồi tỉnh lại, tỉnh rồi đứng lên đoàn kết mà làm cách mệnh. Văn chương hy vọng chỉ trong 2 chữ cách mệnh. Cả nhà đọc thấy thế nào ạ? Rất ngắn gọn đúng không ạ? Nhưng mà đọc thôi là bắt đầu thấy được cái huyết quản cho con người của mình, nếu như thực sự vào trong cái bối cảnh đó nha. Mấy bối cảnh bây giờ mình đọc nó bình thường, nhưng trong cái bối cảnh mà bác viết lúc đó, toàn dân mà đọc nó sẽ có cái khẩu khí. Đấy. Chúng ta học cái cách hành văn nhá, chúng ta học cái cách sử dụng ngôn từ rồi cách diễn đạt vấn đề, mà đọc văn chương của bác ấy là một cực kỳ tuyệt vời đó. Nên là mình rất hay đọc các tác phẩm của Hồ Chí Minh để học cách hành văn. Đức Phật và Hồ Chí Minh là hai người mà mình học nhiều nhất. Rồi tiếp đến này, đây ai là người làm cách mệnh bắt buộc xác định này. Vì bị áp bức mà sinh cách mệnh cho nên ai mà bị này, vì bị áp bức mà sinh ra cách mệnh cho nên ai mà bị áp bức càng nặng thì lòng cách mệnh càng bền, chứ cách mệnh càng quyết. Khi trước tư bản bị phong kiến áp bức cho nó nên cách mệnh, bây giờ tư bản lại đi áp bức công nông cho nên công nông là người chủ cách mệnh. Tức là gì? Xác định cái đối tượng của chúng ta ai là người bị áp bức. Thì như nhà mình biết là cái giai cấp, đấu tranh giai cấp lúc đó là công nông đúng không ạ? Là những cái người mà bị áp bức trên thế giới, bị địa chủ, rồi những cái tầng lớp họ áp bức, cho nên là mới đứng lên để đấu tranh. Là vì công nông bị áp bức nặng hơn này, là vì công nông là đông nhất cho nên sức mạnh hơn hết. Và cái câu thứ ba rất hay này, là vì công nông là tay không chân rồi, nếu thua thì chỉ mất một kiếp khổ, nếu được thì được cả thế giới, cho nên họ gan góc. Vì những chứng cứ ấy nên công nông là gốc của cách mệnh. Còn học trò, nhà buôn bán nhỏ, điền chủ nhỏ cũng bị tư bản áp bức, song không cực khổ bằng công nông. Ba hạng ấy chỉ là bầu bạn cách mệnh của công nông mà thôi. Xác định rất rõ ai là người đứng lên, giống như chúng ta, ai là cái người đứng lên để làm cách mạng của nó đọc. Đấy, thế nha. Thế thôi, cái tác phẩm này chúng ta đọc đến vậy. Đấy, của bác này. Bây giờ chúng ta chuyển sang Tăng Thân Làng Mai. Là một cái tác phẩm rất hay đã, Tăng Thân Làng Mai. Thì đầu tiên này, đây là ý nghĩa dòng tu tiếp hiện do Thầy Thích Nhất Hạnh. Đi hết từ tổ chức này, tổ chức kia, nhưng chúng ta lấy cái cốt căn bản của nó nha. Sau ngày hôm nay thì mỗi anh em mình tự đúc kết lại. Ý nghĩa dòng tu tiếp hiện này. Chúng ta sinh ra làm người trên trái đất này là một may mắn lớn.
Cái này thì có lẽ là anh chị em đều hiểu về cái hình ảnh của con rùa 100 năm ngoi lên mặt biển một lần và thò đầu đúng vào cái lỗ của trên cái thân cây gỗ, đúng không ạ? Bác Hồ Chí Minh, Đức Phật, nói như Hồ Chí Minh bị mất tỉnh thức, thì Đức Phật đã nói về cái hình tướng này để nói rằng là để chúng ta có cái thân làm người này, nó là rất đáng quý. Và giống như thầy hôm qua, thầy chúng ta nghe pháp của thầy Tâm Hạnh ạ, thầy nói rằng là cái việc mà làm thân người còn quý hơn cả làm chư thiên. Ở một điểm gì có thể chư thiên hạnh phúc hơn mình, nhưng mà thân người thì mới tu tập giác ngộ được, còn các vị chư thiên là không tu tập giác ngộ được. Có thể là con người ta tham sân si nhiều hơn, nhưng đồng nghĩa là cũng có một cái đặc ân rất quan trọng mà vũ trụ đang trao tặng, là có được cái may mắn là có khả năng giác ngộ tu tập đấy. Bởi vì con người chúng ta có cái thân, có thân thì mới quán tứ niệm xứ được, chứ còn không có thân là không quán được tứ niệm xứ đâu. Chúng ta sinh ra được làm người này, chúng ta có dịp rong chơi trong cõi địa đàng, nếu chúng ta không biết rong chơi thì đó là một điều uổng phí. Chúng ta có một câu thư pháp bắt nguồn từ một câu Hán này: kim sanh bất bả di đà niệm, uổng tại nhân gian tẩu nhất tao. Đấy, dịch là chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Và hình như nhạc sĩ chị Công Sơn cũng thấy được điều đó. Ông viết: một chiều đầu thu nghe chân ngựa về trốn xa, phải đi chơi mới được. Chúng ta chỉ cần mở mắt lắng tai có thể tiếp nhận được, tiếp xúc được với những hình nhiệm màu, chim hót thông reo hoa nở thiên đàng của chúng ta đang có. Đấy, trong kinh Pháp Cú này: thức dậy mỉm mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Rồi thiền hành là một pháp môn rất quan trọng của làng Mai. Thiền đi từng bước, uống một chén trà. Đấy, rồi chúng ta đến với ý nghĩa của từ tiếp hiện này, để chúng ta hiểu nha. Tiếp hiện nghĩa là gì? Tiếp đầu tiên là tiếp này, tiếp đầu tiên là tiếp nhận. Đấy, tiếp nhận từ ai, từ cái gì này, để thấy được cái tiến trình nhân quả này. Rồi tiếp theo là tiếp nối. Đấy, tiếp nối ai? Tiếp nối Bụt, tiếp nối Tổ và tiếp nối Thầy, tiếp nối Tổ tiên, tiếp nối Pháp. Tiếp theo là tiếp xúc. Tiếp xúc cái gì? Tiếp xúc với hiện tại nhiệm màu, với sự sống đang có mặt xung quanh mình. Tức là chúng ta phải tiếp xúc được với thực tại, bản chất chính là chánh niệm tỉnh giác. Rồi hiện có bốn nghĩa hiện: một là hiện tại, đấy, hai là hiện pháp, hiện pháp lạc trú đấy, tức là sống an lạc từng phút giây này; thứ ba là thực hiện, sự tu chứng của mình là thực hiện ý ước mơ chí nguyện của mình; và cuối cùng là hiện đại hóa, nghĩa là pháp môn phải có khế cơ khế lý. Khế lý khế cơ tức là hợp với căn cơ và hoàn cảnh hiện tại, thì đấy là khế lý khế cơ. Cho nên là đạo Phật mà thầy Thích Nhất Hạnh đưa ra thì nó có rất nhiều thông tin trái chiều, cũng có những người ủng hộ, có những người không ủng hộ. Nhưng mà mình thì không quan trọng câu chuyện đó, bởi câu chuyện đó là dành cho những người làm nghiên cứu. Còn chúng ta là những người tu tập, cái gì hay thì chúng ta ứng dụng, cái gì phù hợp với căn cơ của mình thì chúng ta ứng dụng, thế thôi. Đấy, khi mình giảng tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, tất cả những giảng dạy đó đều phải áp dụng được vào đời sống, chứ không chỉ có lý thuyết. Chúng ta có thể giảng kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm rất hay, chúng ta có thể phân tích kinh cang rất giỏi, nhưng những cái đó cũng chỉ để cái nói cho thỏa mãn trí năng, tức là thỏa mãn cái sự tò mò về nghiên cứu thôi. Chúng ta phải đặt câu hỏi áp dụng kinh Pháp Hoa như thế nào để giải quyết những vấn đề bức xúc, khổ đau, tuyệt vọng của mình, áp dụng kinh Cương Cương như thế nào, áp dụng giáo lý tứ đế và bát chánh như thế nào. Cái đó mới gọi là Phật học ứng dụng. Phật pháp không xa rời thế gian pháp đó. Vì vậy cho nên quan niệm Phật học ứng dụng đến bổ túc cho Phật đi vào cuộc đời. Việc học Phật của chúng ta trong nước cũng như vậy. Thì đây, cái tinh thần này rất quan trọng, bởi vì chúng ta đang là cư sĩ, chúng ta đang là người nhập thế chứ không phải là các tu sĩ. Cho nên là chúng ta học cái tinh thần này của Thầy Nhất Hạnh rất hay, để chúng ta mang những cái giá trị tinh hoa đạo lý vào đời sống. Nói chung là cả nhà đọc thêm ha. Rồi chúng ta biết chúng ta sang phần cuối này. Phần này rất hay. Văn bản 14 giới tiếp hiện. Bản chất cái này là gì? Là cương giới, đúng không ạ? Cái phần vừa rồi ý nghĩa này này,
ý nghĩa là gì ạ? Ý nghĩa này là gì ạ? Là định pháp, đúng không? Thầy nói về tiếp hiện là gì này, tiếp là gì, hiện là gì? Định pháp, đúng không? Còn đây là gì ạ? Là cương pháp. 14 giới. Đấy. Ý thức được đầu tiên này, giới đầu tiên này, thái độ cởi mở. Ý thức được những khổ đau do thái độ cuồng tín, do thiếu bao dung gây ra. Con xin nguyện thực tập để không bị vướng mắc vào bất cứ chủ nghĩa nào, một lý thuyết nào, một ý tưởng, một ý thức hệ nào, kể cả chủ thuyết Phật giáo. Đây là điều rất quan trọng nha, kể cả là chủ thuyết Phật giáo. Con nguyện nhìn nhận những giáo nghĩa Bụt dạy như những pháp môn hướng dẫn thực tập để làm phát khởi tuệ giác và từ bi, mà không phải những chân lý để thờ phụng và bảo vệ, nhất là bảo vệ bằng những phương pháp, phương tiện bạo động. Thấy được niềm tin cuồng tín dù bất cứ hình thức nào cũng đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị, tức là tư duy nhị nguyên đó. Con xin nguyện tập nhìn thái độ cởi mở với tuệ giác tương tức để có thể chuyển hóa tập khí vướng mắc vào giáo điều và năng lượng bạo động trong con và trên thế giới. Rất hay nhỉ. Cái phần thứ hai, phá bỏ kiến chấp này. Ý thức được những khổ đau do kiến chấp vọng tưởng gây ra, con xin nguyện thực tập để phá bỏ cái thái độ hẹp hòi cố chấp, để mở lòng ra đón nhận kinh nghiệm và tuệ giác của kẻ khác, và nhờ đó thừa hưởng được những nhiều lợi lạc từ trí tuệ tập thể. Hay, từ trí tuệ tập thể cũng hay à. Con biết rằng những kiến thức hiện của con đang không phải là những chân lý bất di bất dịch. Tuệ giác chân thật chỉ có thể đạt được do sự thực tập quán chiếu và lắng nghe, bằng sự buông bỏ tất cả ý niệm, mà không phải bằng sự chứa chấp kiến thức khái niệm. Con nguyện suốt đời là người đi tìm học, thường trực sử dụng chánh niệm để quán chiếu sự sống trong con và xung quanh con từng giây phút. Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng cái cương giới của mình trên ý tưởng của Làng Mai. Và một cái người mà thừa hưởng cái tinh thần này rất mạnh mẽ, theo cả nhà biết là ai không? Chính là thầy Minh Niệm. Xem cho cả nhà xem. Đây. Đây. Đây là nếp nhà, cái cuốn sách mà dành cho những người, cả nhà nhìn thấy slide chưa? À, nhìn thấy cái ảnh này chưa, đúng không? Đây là cái cuốn nếp nhà của thầy Minh Niệm. Cái này là nội bộ nha, cho nên là mình mới phải bị chụp như này. Nhà nhìn thấy này. Giới thứ nhất, ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin nguyện. Cấu trúc giống hệt Làng Mai nhỉ, đúng không? Nên thầy Minh Niệm là cái người tiếp nối tư tưởng của thầy Nhất Hạnh rất mạnh mẽ. Đấy, giới thứ nhất này. Chuyển sang giới thứ hai này. Ý thức được những khổ đau do lừa gạt trộm cắp gây ra, con xin nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác mà không lấy làm của riêng. Cố gắng ngăn chặn sự chiếm đoạt bất lương và chia sẻ những gì trong khả năng đến với mọi nhà, mọi người. Ý thức được khổ đau do sự dâm dục bất chính gây ra, con xin nguyện không trao thân với người không phải vợ hay chồng của con, không ủng hộ sự phản đối lời tuyên thệ hôn phối, mà còn cố gắng bảo vệ tiết hạnh cho trẻ em. Tức là ngoài cái việc là bảo vệ cho mình mà bảo vệ cho cả các bạn nhỏ, để không cái hành vi liên quan tới lạm dụng tình dục các bạn nhỏ. Thì nhà mình thấy là thầy Minh Niệm có phát triển cái tư duy này rất rất đúng với tinh thần kế thừa của thầy Nhất Hạnh, đúng không ạ? Nên cho nên là nó giống như kiểu bố con ấy, rất là phát triển, rất là thuần thục mà rất là hài hòa trong đời sống. Và mình cứ mỗi lần nghe thầy Nhất Hạnh là cảm giác như nghe thầy Minh Niệm cũng cảm giác như nghe thầy Nhất Hạnh á. Đấy, thì mình đang nhờ dì Mai photo gửi ra 15 giới đức cho chuyên gia thiền chữa lành này. Đấy, một chuyên gia thiền chữa lành đích thực phải có ý thức nhận lời tư vấn hay chữa lành cho bất cứ ai cũng phải xuất phát từ y đức, lòng từ, chứ không phải là từ nhu cầu sinh lợi. Một chuyên gia chữa lành đích thực phải là ý thức rõ tình trạng năng lượng của mình đang thật sự ổn định và vững vàng thì mới nên nhận lời tư vấn. Đúng không ạ? Thế cho nên là mình nghĩ là có khi nào chúng ta cũng phải làm 15 giới cho tất cả anh chị em làm chung, đúng không? Một cái giới nào đó thì mình nghĩ thêm ha. Mình nghĩ thêm cái việc này. Nói chung là khi mà mình tìm hiểu các bậc thầy thì mình có rất nhiều ý tưởng, nhưng mà mình cũng phải quan sát lại cái gì phù hợp để mình làm trước. Chứ không mà mình bị sinh ra rất nhiều cái thứ muốn làm là nó sinh ra sự phiền não, rồi mình cũng không có làm cái gì đến nơi đến chốn cả. Đấy. Thì đấy, chung quy lại hôm nay chung quy lại hôm nay chốt lại
Đây, mỗi cái slide này, đây chính là nghệ thuật gì? Bản chất đây chính là nghệ thuật gì? Đây chính là nghệ thuật đưa binh vào dân này, rồi là ngụ binh ngư nông này, rồi là sử dụng nguyên lý người đi trước thắp đuốc người đi sau, bằng đúng cái giải pháp mũi khoan duy nhất thôi, là chúng ta sẽ phải xây dựng được một cái hướng đi mà áp dụng tinh hoa, chứ không có áp dụng cách cứng. Vậy thì chúng ta có thể làm theo một cái mô hình như thế này. Đấy, một ekip ban quản trị là ekip quân chủ lực sẽ thành lập ra bộ, gọi là phải đào tạo được cho gì, cho bộ đội địa phương, chỉ có team câu lạc bộ này, bộ đội địa phương đây này, bộ đội địa phương sẽ phải lo được cho có dân quân tự vệ là hội viên đây này, còn cộng đồng là những người khác thừa hưởng vây quanh ba cái trụ cột này, cứ người đi trước thắp đuốc người đi sau, làm thật tốt là chắc chắn sẽ thành. Cho nên là tại sao mà mình mới tập trung hỗ trợ anh chị em ban tổ chức các dự án, chứ không có đứng ra để đào tạo đại chúng nhiều như trước nữa. Bởi vì mình sẽ đúng cái công thức này. Đấy, rồi cứ thế thắp đuốc tiếp. Có thể nó hơi chậm, nó lệch lạc trong thời gian đầu, nhưng mình sẽ phải rút dần một số cái vị trí. Đấy, không trực tiếp điều hành nào, mà sẽ rút dần. Đó, thì anh chị em cũng như vậy. Có thể đưa cái này. Thì cái nguyên lý người đi trước thắp đuốc, người đi sau này chính là cái nguyên lý đó. Áp dụng cái này. Như thế thắp đuốc. Rồi cứ dần dần chúng ta sẽ đi vào cái dự án thực tế thì chúng ta sẽ nắm được nhiều hơn. Rồi thêm một ít phút nữa cả nhà nha. Dòng tu tiếp hiện và con đường phụng sự. Chặng đường 50 năm của dòng tu tiếp hiện đã trở thành một gia tài, tài sản quý báu trong pháp môn của làng truyền thống làng Mai, là tư tưởng phụng sự cũng như là pháp môn hành trì thực tập chuyển hóa những tiếp hiện khắp nơi. Chúng ta có biết là Thầy Nhất Hạnh có thành lập một cái tổ chức thanh niên phụng sự xã hội trực thuộc của Đài Vạn Hạnh. Một trong những cái rất hay, cái tổ chức này có một cái chức năng là gì, là dùng cái triết lý bất bạo động, lời dạy của Phật để thuần hóa những người đang có mầm mống muốn chiến tranh. Ví dụ như là bây giờ mình nhận thấy chị Hảo đang có ý đồ đi đánh Vân. Đấy, là mình là cái thanh niên phụng sự xã hội này. Mình đến, mình dùng cái phương pháp giáo dục, phương pháp nào đó, cái năng lượng bình an là mình giải quyết để không có xảy ra cái mâu thuẫn đó. Cho nên là Thầy Nhất Hạnh có một cái tác phẩm được mang tên là Hoa Sen Trong Biển Lửa. Cái tên nghe nó thấy hay đúng không? Hoa Sen Trong Biển Lửa. Biển lửa là trong một cái xã hội lúc đó, chiến tranh hai miền Nam Bắc đang rất là dữ dội như vậy. Và thầy là không có ủng hộ bên nào hết. Cho nên thầy mới bị trục xuất khỏi Việt Nam là như vậy. Bởi vì khi mà thầy đi, sau đó thì không được về nước nữa. Cho nên là các học trò nước như Sư Cô Chân Không là một trong những 6 người là được kết giới tiếp hiện đầu tiên, Sư Cô Chân Không. Thì thầy có viết cái tác phẩm mang tên là Hoa Sen Trong Biển Lửa. Và mọi người lấy cái tác phẩm này lén lút đưa cho những cái người làm các công tác chính trị để đọc, để hai miền Nam Bắc hiểu rằng cái cuộc chiến tranh này là vô nghĩa, không có bên nào thắng, không có bên nào thắng được ở đây hết ạ. Đấy, và có một cái chi tiết rất quan trọng là Sư Cô Chân Không được một người huynh, một cái người trong tu tập cùng có đưa ra khi mà cái tình hình nó quá là căng thẳng rồi. Có một cái cả nhà nhớ là có những cái thời điểm mà Phật giáo bị đàn áp và Bồ Tát Thích Quảng Đức có tự thiêu, đúng không ạ? Cả nhà nhớ cái chi tiết đấy không? Hình như là năm 1953 Bồ Tát Thích Quảng Đức có tự thiêu. Và lúc đó thì khi mà cái phong trào mà các nhà sư đứng lên để kêu gọi mọi người không có đàn áp Phật giáo nữa ấy, thì lúc đó thì Sư Cô Chân Không có nhận được một cái lời đề nghị là sẽ cảm tử bằng cách là tất cả những thanh niên trong thanh niên phụng sự là sẽ đến các tỉnh và mổ bụng tự vẫn bằng cách mổ bụng, bởi vì tự thiêu rồi đốt xác là người ta làm nhiều rồi, chứ ông nào mổ bụng. Nhưng mà lúc đó thì sư cô Chân Không có suy xét lại và không có thực hiện cái việc đó, và cái người mà kêu gọi sư cô ấy là vẫn thực hiện cái việc đó sau thời gian đó. Thì điều đó mới thấy rằng là ngay cả những người tu tập, nhưng trong cái bối cảnh biển lửa như vậy vẫn có những cái sự sao động, vẫn có những cái sự
kích động nào đó thì chúng ta mới thấy là chúng ta đang sống trong một cái hoàn cảnh an nhàn ấy, cho nên là cái tâm của mình nó không có nhiều cái vấn đề đâu, nhưng trong cái bối cảnh đó nó khác rất nhiều, nó tác động. Thì Thầy Nhất Hạnh có đưa ra những cái tác phẩm này đấy, có Trăng Sao Mười Phương, có Nhân Loại, có Anh Em Đây, nói về cái tinh thần đồng loại đây này, kẻ thù không phải là người. Có một cái điều rất hay mà Thầy Nhất Hạnh đưa ra là kẻ thù của chúng ta là hận thù, cuồng tín và bạo động. Kẻ thù của chúng ta không phải là con người. Nếu giết hết con người, ta sẽ ở với ai? Phong trào hòa bình ở Việt Nam rất cần sự yểm trợ của cộng đồng quốc tế, nhưng bạn bè quốc tế không thể nghe thấy chúng tôi. Vậy nên thỉnh thoảng chúng tôi phải tự thiêu để báo với thế giới rằng chúng tôi không có muốn có cuộc chiến tranh này. Xin hãy giúp chúng tôi chấm dứt cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn này. Đạo Bụt giống như một hoa sen thanh lương đang cố vươn lên trong biển lửa nóng bức ấy của cuộc chiến. Tôi đã dịch sách sang tiếng Việt, một người bạn Mỹ trong phong trào hòa bình mang nó về Việt Nam. Cuốn sách được in chui và rất nhiều bạn bè đã âm thầm phổ biến cuốn sách đó như hành động kháng chiến vậy. Rất nhiều bạn trẻ yêu cầu tôi xuất bản thơ về hòa bình, các bạn nói là thơ phản chiến. Tôi chiều ý, các bạn đã thu thập được khoảng tầm 60 bài thơ về hòa bình của tôi và trình cho chính quyền miền Nam để xin xuất bản. Chỉ có vài bản được chấp nhận, 53 bài bị kiểm duyệt, nhưng các bạn không nản chí, họ đã in chui tập thơ và tập bán hết mau. Ngay cả một số tập cũng bị họ đang là nạn nhân của cuộc chiến bị giấu đi này. Các đài phát thanh Sài Gòn, Kinh Bắc đều lên tiếng công kích tập thơ. Đấy. Đây là cái trường đầu tiên thanh niên phụ sự xã hội cả nhà, một cái mái lá, chùa lá đơn sơ như này. Năm 1964, chúng tôi thành lập trường thanh niên phụ sự xã hội, trường đào tạo thanh niên, trong đó có cả các thầy cô, các sư cô trẻ, để đi về miền quê giúp những người nông dân tái thiết thôn làng. Chúng tôi hỗ trợ người dân trong 4 lĩnh vực: giáo dục, y tế, kinh tế và tổ chức. Các tác viên về thôn làng chơi với trẻ em, dạy các cháu đọc, viết, múa, hát, đến dân làng bắt đầu quý mến tác viên. Chúng tôi đề nghị xây dựng trường học cho các cháu, người góp tre, người góp lá dừa. Chúng ta thấy một cái bức tranh chiến tranh hoàn toàn khác, ngược lại cái câu chuyện vừa nãy chúng ta thấy, đúng không ạ? Mà cái màu sắc vừa nãy thì giúp làm bạo động, đúng không ạ? Có hai cách để tự do và hòa bình. Cách một là đứng lên đấu tranh để giải phóng bằng cách là bạo động. Còn cách của Thầy Nhất Hạnh thì đi ngược lại. Thì chúng ta thấy cái hay mà học ha. Hai cách này dùng rất hay. Cái cách chiến đấu á, còn mình không nói về cái tư tưởng nha. Cùng là bối cảnh về chiến tranh nhưng mà hai tư tưởng của Hồ Chí Minh và của Thầy Nhất Hạnh khác nhau. Chúng tôi đào tạo rất nhiều bạn trẻ, các sư thầy, các sư cô. Cuối cùng chúng tôi có tới hơn 10.000 tác viên hoạt động từ Quảng Trị trở vào. Trong suốt cuộc chiến tranh, chúng tôi đã bảo trợ cho hơn 10.000 trẻ em mồ côi, người trẻ và người không thể thiếu phong trào. Người trẻ là một phần không thể thiếu của phong trào Đạo Bụt nhập thế. Đây là một trong chi tiết rất quan trọng. Cho nên là chúng ta muốn làm được, chúng ta phải có đội ngũ thanh niên xung phong. Nên là anh chị em để ý, trong đội co tim chiến đấu Việt Nam toàn phần lớn là những người trẻ. Cho nên là mình chắc chắn phải xây dựng lên trên nền tảng của những người trẻ dưới 35 tuổi. Đấy là những độ tuổi vàng, vừa có sức khỏe, vừa có nhiệt huyết. Đó. Ràng buộc về gia đình nó ít. Nhưng vẫn tất nhiên vẫn có những người xuất chúng, xuất sắc, đúng không ạ? Mặc dù có tuổi rồi nhưng mà tinh thần thì vẫn trẻ phơi phới. Đấy. Người tiếp hiện này là tiếp nhận. Đây, 6 cái người đầu tiên được kết giới tiếp hiện do Thầy Nhất Hạnh thì sư cô Chân Không là cái người đứng thứ hai này. Sư cô Chân Không là cái đệ tử lớn của Thầy Nhất Hạnh. Đấy, đoàn thanh niên trong một xã hội lành mạnh và từ bi. Đây là định pháp đây này. Định pháp sư đây là cái tầm nhìn đây này, tầm nhìn vượt thoát này. Thanh niên trong một xã hội lành mạnh và từ bi, một cái tầm nhìn rất là đẹp, đúng không ạ? Lành mạnh và từ bi. Thành lập viện Phật học này. Đấy. Thì thông qua cái Tăng Thân Làng Mai thì chúng ta mới thấy là Thầy Nhất Hạnh đã sử dụng một tinh thần của Đạo Phật
để phụng sự xã hội. Có thể là một số nhà tu, nhà sư sẽ không ủng hộ lắm con đường này, nhưng với góc nhìn của mình là một người công dân và một người làm giáo dục thì con đường của thầy hoàn toàn mình rất ủng hộ. Còn tất nhiên mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau về cách xây dựng. Mình thì đứng ở góc nhìn nó trung lập, góc nhìn đa chiều. Nếu như mà để bảo tồn giá trị nguyên sinh của đạo Phật thì đúng là những điều mà dòng tu tiếp hiện đôi khi sẽ không kế thừa được nhiều hết. Nhưng mà xét về góc độ liên quan tới nhập thế để cứu độ con người thì thực sự là Tăng Thân Làng Mai là có một cái đóng góp vô cùng lớn, đặc biệt là thầy Nhất Hạnh có một cái tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trên thế giới, và tất cả mọi người đều dành cho thầy một cái sự ngưỡng mộ. Vì con người thực sự là giống như anh Đỗ Cao Sang có nói rằng là với cái trí tuệ của thầy Nhất Hạnh còn hơn cả Nguyễn Trãi. Đó. Thì thực sự là những cái giá trị mà Tăng Thân Làng Mai làm thực sự là để đời. Nên tại sao mà ở Việt Nam thầy lại được ở trên thế giới thầy lại được đóng góp như vậy? Có thể là chính phủ Việt Nam như thầy mất ấy, không có đưa báo đưa tin gì, nó liên quan đến chính trị nhiều. Nhưng mà riêng thầy, cái tầm ảnh hưởng của thầy trên thế giới cực kỳ mạnh. Thầy là một trong những người mà được đánh giá là 116 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất về Phật giáo trên thế giới mọi thời đại. Thì nhà mình có, thì hiện tại đương đại có hai người, một là thầy Nhất Hạnh và hai là Đức Đạt La Đạt Ma, là hai người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới mọi thời đại, 116 người. Thì nhà mình có thể tìm hiểu. Thì ngày trước mình rất ngưỡng mộ cái con đường của thầy. Đó. Bây giờ thì khi mà tìm hiểu nhiều hơn về cái tổ chức thanh niên phụng sự xã hội và cái dòng tu tiếp hiện này thì thấy rất là hay, thì nhà mình có thể ứng dụng. Vậy thì hôm nay chúng ta tổng kết lại, chúng ta đã xem về một tổ chức chính trị, một tổ chức quân đội đấy đứng trên cái lợi ích của toàn dân tự do để đấu tranh giải phóng dân tộc, một tổ chức áp dụng cái tinh thần Phật giáo, nó thiên hướng nó giống như thời Lý Trần nhiều hơn, đúng không? Một tư tưởng của Mác Lênin, Bác Hồ, tư tưởng của Mác Lênin, một tư tưởng xã hội chủ nghĩa, còn một tư tưởng liên quan tới đạo lý nhiều hơn. Thì cho nên là chúng ta học được cái gì từ đây thì mỗi một anh em mình nghĩ là chúng ta đều có những bài học riêng. Cách làm thì chúng ta có thể làm theo phong cách cách mạng, nhưng mà nền tảng thì phải là dựa trên nền tảng đạo lý. Thì đây chính là cái con đường mà trí tuệ Việt Nam mình lựa chọn. Cho nên cách mạng của mình không phải là cách mạng để chúng ta giải phóng cái gì cả, mà giải phóng cái tham sân si của mình ấy. Cách mạng lớn nhất là như vậy. Văn hóa đọc là con đường để giải phóng cái tham sân si ấy. Thì đấy là cái con đường nó hòa bình thế giới bên trong ấy. Nó là cái con đường quan trọng nhất. Còn chúng ta học từ những cái bậc đi trước, bởi vì bối cảnh lịch sử nó đã tạo nên họ. Chứ còn chúng ta đừng nghĩ là Hồ Chí Minh là Hồ Chí Minh, mà hay nghĩ là toàn bộ tất cả nhân dân Việt Nam để tạo nên Hồ Chí Minh lúc đó, chứ không phải là Hồ Chí Minh kiệt xuất vì Hồ Chí Minh kiệt xuất, mà là cái toàn bộ người dân, nhân dân Việt Nam, rồi bối cảnh lúc đó, rồi thù địch cũng tạo nên một con người Hồ Chí Minh nhá. Còn tách tất cả những yếu tố còn lại ra thì Hồ Chí Minh chỉ là con người bình thường, đúng không? Cái này là chúng ta học về nhân duyên, duyên khởi rồi chúng ta hiểu cái yếu tố đó. Nên là một thứ nó được giả hợp ở rất nhiều yếu tố, cho nên là khi mà chúng ta đánh giá phán xét một người thì bản chất cũng không có đúng lắm, bởi vì nó chỉ là cái hiện tượng thôi. Thì chúng ta học được gì từ đó? Cho nên là từ đó thì mình bắt đầu không bớt dần cái khái niệm liên quan đến đánh giá phán xét người khác, bởi vì đó chỉ là giả hợp thôi, giả hợp của họ thôi chứ không phải là họ đâu. Còn thì khi đó thì mình học bắt đầu là học hơn từ mọi thứ. Thì sư ông Làng Mai là người ảnh hưởng rất lớn đến mình, đến cái quá trình xây dựng văn hóa và xây dựng tổ chức. Hồ Chí Minh là người mà ảnh hưởng lớn về cái câu chuyện liên quan tới xây dựng cho mọi người một cái tinh thần nhất quán. Và Đức Phật là người cho mình cái sứ mệnh cả cuộc đời, thậm chí là nhiều đời. Mỗi một người lại đang cho mình một cái giá trị, cho nên là đấy là ba người thầy lớn nhất mà mình đang học hỏi nhiều nhất. Đấy, ngoài ra thì có một người thầy hiện tại nữa, thì một thầy nữa thì thôi, nhắc nhiều thầy quá mọi người lại bị ảnh hưởng. Nhưng mà đó, đấy là những vị thầy mà mình được ảnh hưởng. Đặc biệt là trong con đường liên quan đến xây dựng dự án thì mình hay tìm hiểu về cách xây dựng như thế này. Và có thể nó sẽ không đúng với tất cả mọi người ở đây, thì nó chỉ là cái góc nhìn riêng thôi. Cái sự này nghiên cứu như nhà mình đấy, đây toàn là linh thôi, chứ không có một cái kiến thức nền nào hết. Thứ nhất là mình cũng chưa đủ khả năng để đúc kết rằng kiến thức nền nó quá là bài bản.
cái thứ hai là chưa đủ thời gian nữa, thứ ba là sợ rằng là mình sẽ bị áp đặt trong cái cách làm này, cho nên là mình chỉ có dẫn chứng để đưa ra một số cái phân tích dựa trên bài báo như vậy thôi với cả nhà. Thì hy vọng là anh chị em sẽ áp dụng được một phần nào đó trong quá trình chúng ta làm dự án nha. Vậy thì bài tập về nhà của tất cả chúng ta ở đây là đúc kết lại những gì mình chặn trong ngày hôm nay, đơn giản như vậy thôi. Ngày hôm nay cái gì mà mình chặn thì mình đúc kết nó lại trong vòng 24 giờ nha. 24 giờ. Đấy, đúc kết kiểu gì cũng được. Text cũng được, slide cũng được, mình tâm huyết thì mình làm slide cũng được. Thì mình sẽ gửi toàn bộ cái đường link ở đây cho nhà mình nghiên cứu lại nha. Toàn bộ cái đường link ở đây. Rồi. Thì hôm nay cũng quá giờ hơi nhiều vì nhiều nội dung quá. Cũng hy vọng anh chị em mình hoan hỉ thông cảm. Chúng ta kết thúc cái buổi ngày hôm nay nha. Mỗi một người chúng ta để lại một cái câu gì đấy để chúng ta chào tạm biệt nhau đi ở phần ô chat.